Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 94. Bên ngoài Tận Thế Thành, Dương Diệp nhìn Tận Thế Thành hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Hiện tại Kiếm Minh đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa không có cường địch, hắn có thể đi làm việc mình cần phải làm rồi. Lúc này đây, mục đích của hắn là di chỉ kiếm thần cung. Tuy chỗ kia là cấm địa của kiếm tu, nhưng hắn vẫn phải đi. Đi tới thế giới này đã gần một năm, thời gian của hắn không nhiều lắm. Rồi, về phần cường giả căm thù thiên hạ kiếm tu kia, hắn lựa chọn không nhìn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trắng trợn đi, chỉ cần kiếm ý của hắn nội liếm, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, trừ khi đối phương thời khắc chú ý hắn, bằng không thì rất khó phát hiện hắn là một kiếm tu, chỉ là không thể sử dụng kiếm. Bất quá cái này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn hiện tại, cho dù không cần kiếm, cũng có thể ổn áp đế giả. Bởi vì lúc này hắn đã là thánh giả trung cấp. Trải qua mấy tháng căn cơ vững chắc, trước kia hắn tăng thực lực lên rất nhanh, lưu lại tai họa ngầm đã cơ bản tiêu trừ. Tai họa ngầm tiêu trừ, hắn không có áp chế cảnh giới của mình, bởi vậy lúc này hắn đã là thánh giả trung cấp. Bất quá hắn cũng không có chạy nước rút lên thánh giả cao cấp, với hắn mà nói, nước đầy tự tràn là tốt nhất. Mấy tháng thời gian, hắn cũng không phải chuyên môn vững chắc căn cơ, ngoại trừ vững chắc căn cơ, mỗi ngày hắn còn có thể phân ra một ít thời gian tu luyện chỉ thiên nhất kiếm cùng đoạt thủ thuật, còn có trảm thiên bạt kiếm thuật và nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Đặc biệt là chỉ thiên nhất kiếm cùng đoạt thủ thuật, hai môn huyền kỹ này hắn vừa học được, cũng không thuần thục, cần không ngừng luyện tập mới được. Trải qua mấy tháng luyện tập, mấy môn kiếm kỹ đều có tăng lên rõ rệt, đặc biệt là đoạt thủ thuật, hiện tại hắn rất muốn xách đầu. Lúc này đây, Dương Diệp thay đổi một bộ trang phục. Nguyên bản thích mặc thanh sam đổi một bộ trường bào cẩm y hoa lệ, trong tay cầm cũng không phải kiếm, mà là một thanh ngọc phiến, ánh mắt cũng không có sắc bén như thường ngày, trên mặt mang dáng tươi cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng xòe quạt ra phơ tê xê vài cái. Không thể không nói, xác thực có vài phần khí tức văn nhân nhã sĩ. Lúc này trang phục của hắn, căn bản không có người sẽ cảm thấy hắn là một kiếm tu. Cho dù là Dạ Lưu Vân cùng Nam Xương chứng kiến hắn, chỉ sợ cũng cảm giác mình nhận lầm người. Dương Diệp mua một con ngựa, nằm ở trên lưng ngựa, nhẹ nhàng hát tiểu khúc, mặc kệ bạch mã chở hắn đi xa. Ở trên lồng ngực của hắn là tiểu bạch bò tới trước ngực của hắn, con mắt như nước trong veo nhìn Dương Diệp nháy nháy, sau đó thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ cái cằm của Dương Diệp, hoặc thừa dịp Dương Diệp không chú ý, vụng trộm hôn Dương Diệp thoáng một phát, mỗi lần hôn xong. Nàng liền nằm im không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, một bộ ta ngủ say rồi. Thích ý nói không nên lời. Đây chính là cảm giác của hắn lúc này. Những năm qua, hắn quá táo bạo rồi. Sau khi ổn định lại tâm thần, không có giết chóc, không có tranh đấu, không có ngươi lừa ta gạt giống như bây giờ, loại cảm giác này, hắn rất ưa thích. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí hôn qua. Ngay thời điểm nàng muốn hôn lên mặt, Dương Diệp đột nhiên mở mắt nhìn nàng. Tiểu Bạch sửng sốt, nàng trừng mắt nhìn, sau đó chậm rãi bỏ xuống dưới, rất nhanh, tiếng hít thở truyền đến. Giả bộ ngủ. Dương Diệp cười ha ha, ôm lấy Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái, sau đó vỗ bạch mã nhẹ nhẹ, bạch mã ra tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh chạy gấp đi xa. Trên lưng ngựa, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, trong đầu nhớ lại tình huống của Di Chỉ Kiếm Thần Cung mà Kiếm Hư nói. Di Chỉ Kiếm Thần Cung ở cách Tận Thế Thành trăm vạn dặm, trên một hải đảo ở vùng biển Kiếm Thần Hải Vực. Kiếm Thần Hải Vực là Kiếm Thần Cung về sau dùng danh xưng của Kiếm Vô Cực mệnh danh. Hải vực kia là vùng biển lớn nhất Minh Ngục Đại Lục, mà tổng bộ của Kiếm Thần Cung thì nằm trên Kiếm Thần Đảo ở trung tâm hải vực. Tuy xưng là đảo, nhưng diện tích lại lớn dọa người, diện tích khoảng chừng vài trăm vạn dặm, nghiễm nhiên là một tiểu đại lục. Bất quá lúc này, tiểu đại lục kia lại cực kỳ hung hiểm. Đối với kiếm tu thì không cần nói, căn bản không có kiếm tu dám đặt chân tới Kiếm Thần Hải Vực. Ngoại trừ kiếm tu, huyền giả bình thường cũng không dám bước vào, bởi vì lúc trước Kiếm Thần Cung tao ngộ đại địch, từng khởi động vô số kiếm trận, tuy cuối cùng Kiếm Thần Cung bị diệt, nhưng rất nhiều kiếm trận vẫn tồn tại, những kiếm trận này, cho dù là cường giả đế giả cảnh cũng có thể tru sát. Ngoại trừ kiếm trận, còn có oán linh. Oán linh là gì? Là rất nhiều cường giả Kiếm Thần Cung năm đó tàn lưu lại linh hồn. Lúc trước Kiếm Thần Cung tao ngộ đại nạn, đệ tử thực lực yếu kém căn bản là thần hồn câu diệt. Nhưng những cường giả kia tuy thân thể bị hủy, nhưng vẫn có rất nhiều người hồn phách còn tồn tại, mà những hồn phách này, đã trở thành oán linh.
Theo như Kiếm Hư nói, trong đó rất có thể còn có oán linh của cường giả hư giả cảnh. Nếu như chỉ là oán linh còn không đáng sợ, đáng sợ là vì rất nhiều người sau khi tiến vào Kiếm Thần Cung bị oán linh của Kiếm Thần Cung đoạt xá, bởi vậy chút ít cường giả của Kiếm Thần Cung dùng loại phương thức này tồn tại. Tuy sau khi đoạt xá, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ giảm rất nhiều, nhưng đối với rất nhiều đế giả mà nói, đó cũng là tồn tại rất mạnh. Bất quá những người này cũng không dám ra Kiếm Thần Cung, bởi vì bất kỳ một kiếm tu nào chỉ cần ra Kiếm Thần Cung, nhất định thần hồn câu diệt. Tuy Kiếm Thần Cung đáng sợ như thế, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bởi vì bên trong bảo vật thật sự nhiều lắm. Năm đó Kiếm Thần Cung, không chỉ là đại lục mạnh nhất thế lực, cái mạnh nhất này, là kể cả chút ít thế lực che giấu, mà không phải như Diệt Thế Đạo trước kia, chỉ là bên ngoài mạnh nhất. Ngoại trừ thực lực mạnh nhất, Kiếm Thần Cung cũng là thế lực giàu có nhất. Như huyền kỹ cùng chí bảo hư cấp, ở Kiếm Thần Cung tuy cũng hy hữu, nhưng nó có xuất hiện ở trên đại lục. Bảo vật hư cấp ở Kiếm Thần Cung cũng coi như hy hữu, nhưng đế cấp lại không tính hiếm có. Tuy không có đến tình trạng đầy đất, nhưng đế cấp ở trong Kiếm Thần Cung thật sự tính toán bình thường. Đặc biệt nghe đồn nơi này còn có Ngân Hà Kiếm Đồ. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, bảo vật cùng Ngân Hà Kiếm Đồ bên trong là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hai mắt híp lại, muốn đạt được Ngân Hà Kiếm Đồ kia, không phải một sự tình đơn giản a. Những cường giả kia của Kiếm Thần Cung còn đỡ, những người kia kiếm ý cao nhất gà hư vô cảnh, mà hắn đã là kiếm ý niết bàn cảnh, cho nên những oán kinh kia hắn căn bản không sợ. Hắn chính thức lo lắng là cường giả thần bí kia. Một cường giả có thể diệt Kiếm Thần Cung, thực lực kinh khủng cỡ nào. Nếu như bạo lộ thân phận, bị đối phương nhìn chằm chằm vào. Đúng lúc này, Bạch Mã đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, ở phía trước truyền đến một âm thanh thanh thúy. Cưỡi ngựa trắng kia, hỏi ngươi chuyện này. Dương Diệp đứng dậy nhìn lại, ở trước mặt hắn không xa, đứng hai nam tử cùng một nữ tử. Hai nam ước chừng hơn 20 tuổi, đều là bán đế, nàng kia thoạt nhìn 16-17 tuổi, mặc váy tím bó sát người, mắt sáng răng trắng, da thịt thắng tuyết, mặc dù có chút non nớt, nhưng là một mỹ nhân bại hoại. Mới vừa nói đúng là cô gái này. Dương Diệp đánh giá ba người, có chút kinh ngạc, ba người này thiên phú rất không tồi, đặc biệt là nữ tử váy tím, tuổi còn nhỏ cũng đã đạt tới thánh giả cao cấp, hơn nữa nhìn khí tức kia, cách bán đế cũng chỉ nửa bước. Đương nhiên, nếu chỉ như thế, còn không đáng hắn kinh ngạc. Hắn phát hiện, ba người vậy mà đều là kiếm tu, hơn nữa kiếm ý của ba người đều đạt đến hư vô cảnh. Đây là thiên tài nơi nào xuất hiện? Dương Diệp càng hiếu kỳ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lúc này, nam tử bên trái nàng kia thấy Dương Diệp nhìn chằm chằm vào nữ tử váy tím, lập tức phẫn nộ quát. Nghe vậy, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, sau đó cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này nàng kia đột nhiên trừng mắt liếc nam tử bên trái nói. Nhị ca, ngươi giống cái gì nha? Hắn nhìn chằm chằm vào ta, cái kia đại biểu ta đẹp mắt a. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Phải hay không? Dương Diệp ngẩn người, sau đó đánh giá nữ tử váy tím nói. Ngươi xác thực nhìn rất đẹp. Khóe miệng nữ tử váy tím hơi nhấc lên, sau đó nàng chỉ vào tiểu bạch trên bờ vai Dương Diệp nói. Ta dễ thương như vậy, người đưa nó cho ta được không? Tiểu bạch mở to mắt, sau đó vội vàng lắc đầu, hơn nữa tiểu chảo gắt gao ôm cổ Dương Diệp. Ngươi cũng thấy đấy. Dương Diệp nói. Hừ. Nữ tử váy tím hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không bỏ rời khỏi tiểu bạch, rơi vào trên người Dương Diệp nói. Hỏi ngươi chuyện này, biết rõ Tận Thế Thành đi như thế nào không? Tận Thế Thành. Dương Diệp nao nao, sau đó nói. Các ngươi muốn đi Tận Thế Thành. Nữ tử váy tím nhẹ gật đầu nói. Đương nhiên, hiện tại Tận Thế Thành là địa phương thiên hạ kiếm tu hướng tới nhất, chúng ta đương nhiên muốn đi. Địa phương thiên hạ kiếm tu hướng tới nhất. Dương Diệp có chút khó hiểu. Tận Thế Thành kiếm minh kiếm chủ Dương Diệp đã đạt tới kiếm ý trên hư vô cảnh, kiếm ý trên hư vô cảnh A. Tự kiếm vô cực tiền bối về sau, nhưng hắn là đại lục một người duy nhất đây này. Nữ tử váy tím nói xong, ánh mắt lộ ra rồi vẻ sùng bái. Nghe nói hắn còn rất tuổi trẻ, cũng không biết có đẹp trai hay không. Thần sắc của Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Đẹp trai. Cực kỳ đẹp trai. Tiểu bạch ở trên bờ vai Dương Diệp nhìn Dương Diệp một cái,
sau đó vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thật sự, nữ tử váy tím con mắt sáng ngời. Ta dùng nhân phẩm cam đoan. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Nữ tử váy tím đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. Xem ngươi làm người cũng không tệ lắm, ta nói ngươi hai câu. Nhìn bộ dáng của ngươi, ngươi hẳn là một thiếu gia ăn chơi. Ta cho ngươi biết, ngươi như vậy là không được, hiện tại đại lục, thánh giả cảnh đều là con sâu cái kiến, nhưng ngươi đi ra lăn lộn, rất dễ dàng bị người giết chết bạo linh khí đấy. Dương Diệp sờ lên mũi, nói khẽ. Dương Diệp kia chẳng phải thánh giả cảnh sao? Ngươi có thể so sánh với hắn. Nữ tử váy tím như mèo hoang bị giẫm cái đuôi, nàng nhìn hằm hằm Dương Diệp. Ngươi có thể so sánh với hắn, mặc dù hắn chỉ là thánh giả cảnh, nhưng hắn là đại lục đệ nhất kiếm tu, hơn nữa hắn đã từng lấy lực lượng một người sâu lâu mười mấy tên đế giả, ngươi có thể làm được sao? Sâu lâu mười mấy tên đế giả? Dương Diệp trừng mắt nói. Giống như, không có chuyện này à. Hắn đã từng lấy lực lượng một người đối kháng mười tên đế giả ngược lại là có, nhưng mười mấy tên. Ai nói không có? Nữ tử váy tím cả giận nói. Tất cả mọi người nói như vậy, còn có, tuy hắn giống như ngươi mới hai mươi mấy tuổi, giống như ngươi mới thánh giả cảnh, nhưng hắn đã có thể giết đế như giết chó, hơn nữa còn là lão đại của thế lực mạnh nhất đại lục, ngươi có thể làm được ư? Bị người sùng bái như vậy, Dương Diệp có chút ngượng ngùng. Hắn do dự một chút, khiêm tốn nói. Kỳ thật hắn cũng không có ưu tú như ngươi nghĩ, hắn cũng là một người bình thường, hắn cũng có rất nhiều khuyết điểm, thật sự, ngươi. A, à, nữ tử váy tím đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, trực chỉ Dương Diệp, giận dữ hét. Ngươi cũng dám vũ nhục thần tượng của ta, hôm nay, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Nói xong, nữ tử váy tím cầm kiếm mạnh mẽ bổ một phát, một đạo kiếm khí hiện lên hình cung chém thẳng vào Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử váy tím động thủ, Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm. Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm, trời có mắt rồi. Hắn làm sao có thể vũ nhục chính mình? Bất quá thời điểm đạo kiếm khí kia muốn tới trước mặt Dương Diệp, một đạo kiếm khí khác đột nhiên phá không bay đến, đánh nát kiếm khí của nữ tử váy tím kia. Dương Diệp nhìn về phía nam tử được nữ tử váy tím xưng hô nhị ca, xuất thủ đúng là hắn. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua nữ tử váy tím nói. Ấu Huyên, chớ hổ nháo. Nữ tử váy tím bất mãn nhìn thoáng qua nam tử nói. Nhị ca. Sao người giúp đỡ ngoại nhân? Còn nữa, hắn vũ nhục đối tượng người sùng bái, người không giáo huấn hắn một chút. Ta sùng bái Dương Diệp, nhưng sùng bái cũng phải lý tính a. Nam tử nói. Ngươi nhìn xem ngươi, không cho phép người khác nói hắn một câu không phải, như vậy sao được? Như thế nào không được? Nữ tử váy tím trừng nhị ca nàng. Ta cho ngươi biết, ai dám nói bậy Dương Diệp, ta liền đánh chết hắn. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi nhanh xích lỗi, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Dương Diệp. Nhị ca của nữ tử váy tím chuẩn bị nói cái gì, nữ tử váy tím đột nhiên quay đầu chừng hắn nói ca. Lâm Nhị Lang, ngươi đang giúp hắn, đợi trở về ta nói với nhị tẩu ngươi ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại. Ngươi. Lâm Nhị Lang chừng mắt. Ngươi nhà đầu kia, ngươi là muốn hại chết nhị ca ngươi có phải hay không? Lâm Ấu Huyên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, rút trường kiếm ra nói. Ngươi xin lỗi hay không? Dương Diệp sờ lên mũi, có chút sờ khóc sờ cười, cái này là sự tình gì à? Mình xin lỗi mình. Ngươi nói lời xin lỗi đi. Lúc này Lâm Nhị Lang nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi không phải kiếm tu, không biết địa vị của Dương Diệp ở trong lòng chúng ta. Ngươi nói hắn như vậy, đừng nói Ấu Huyên. Ngay cả ta nhìn ngươi cũng có chút không vừa mắt. Địa vị của hắn ở trong nội tâm các ngươi. Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Lâm Nhị Lang nói. Minh Ngục Đại Lục từ trước tới nay, sinh ra hai cường giả kiếm ý trên hư vô cảnh, một vị là kiếm vô cực tiền bối, còn có một vị là Dương Diệp. Nếu như chỉ là thực lực mạnh, chúng ta nhiều nhất chỉ hâm mộ thoáng một phát, tôn kính thoáng một phát, nhưng hắn không chỉ thực lực mạnh, còn vì kiếm tu chúng ta làm một chuyện. Ngươi nghe nói qua mục tiêu của hắn chưa? Mục tiêu? Dương Diệp khó hiểu. Lâm Nhị Lang nhẹ gật đầu nói. Nghe nói, mục tiêu của hắn là để cho kiếm tu nhất phái chúng ta quật khởi, hơn nữa để cho chư thiên vạn giới, kính kiếm tu nhất phái chúng ta.
Lâm Nhị Lang nói đến đây, thần sắc biến thành kính nể, trong mắt có một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Không chỉ Lâm Nhị Lang, Lâm Ấu Huyên cùng một nam tử khác cũng như thế. Dương Diệp trầm mặc, hắn không nghĩ tới, lúc trước mình tùy tiện nói một câu, vậy mà sẽ khiến kiếm tu sùng bái như thế. Đặc biệt là tiểu nha đầu này, quả thực quá điên cuồng. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp liếc nhìn ba người nói. Các ngươi là muốn đi tận thế thành, gia nhập kiếm minh. Lâm Nhị Lang nhẹ gật đầu nói. Nghe nói hắn thường xuyên ở trong kiếm minh cùng những kiếm tu kia chia sẻ kinh nghiệm kiếm đạo, hắn có thể đạt tới kiếm ý trên hư vô cảnh, nhất định có chỗ độc đáo, chúng ta chuẩn bị đi học tập. Hơn nữa, hiện tại trong kiếm minh tụ tập hầu như toàn bộ kiếm tu ưu tú nhất của đại lục, đi vào trong đó, ta tin tưởng, huynh muội chúng ta nhất định có thể được rất nhiều thu hoạch. Đi vào trong đó, xác thực đối với các ngươi có trợ giúp rất lớn. Dương Diệp cười nói. Lâm Nhị Lang đánh giá Dương Diệp nói. Huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Dương. Dương Diệp cười cười, sau đó chỉ sau lưng nói. Dọc theo phương hướng này đi thẳng, các ngươi có thể đến tận thế thành rồi. Đa tạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Nhị Lang ôm quyền, sau đó nhìn về phía Lâm Ấu Huyên nói. Chúng ta đi. Hắn còn chưa xin lỗi. Lâm Ấu Huyên bất mãn nói. Đừng làm rộn. Lâm Nhị Lang nghiêm mặt. Hắn không phải một kẻ ngu dốt. Diệp Dương trước mắt này đối mặt ba bán đế còn có thể chấn định tự nhiên như thế. Đây không phải thần kinh không ổn định là đối phương có thực lực tuyệt đối. Tuy hắn cũng không sợ, nhưng thật sự không cần phải vì một chút chuyện nhỏ mà vô duyên vô cớ đắc tội người. Ấu Huyên, chúng ta đi thôi. Lúc này, nam tử bên phải Lâm Ấu Huyên cũng đột nhiên nói. Lâm Đại Lang, Lâm Nhị Lang, ngươi, các ngươi. Lâm Ấu Huyên không nghĩ tới hai ca ca của mình đều không giúp nàng, trong nội tâm cảm thấy ủy khuất, trong mắt tràn ngập sương mù. Nhìn thấy Lâm Ấu Huyên như vậy, Lâm Nhị Lang cùng nam tử khác tâm lập tức mềm nhũn, đặc biệt là Lâm Nhị Lang, trong mắt càng có một tia áy náy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt Lâm Ấu Huyên nói. Ngươi rất sùng bái Dương Diệp. Lâm Ấu Huyên chừng Dương Diệp một cái, không nói gì. Dương Diệp cười cười nói. Kỳ thật, ta cũng sùng bái hắn. Thật sự. Lâm Ấu Huyên nói. Đương nhiên. Dương Diệp chân thành nói. Ngươi ngẫm lại, hắn còn trẻ đã mạnh như vậy, còn đẹp trai như vậy, ta không sùng bái hắn thì sùng bái ai? Lâm Âu Huyên đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. Người này, kỳ thật cũng rất không tệ. Dương Diệp cười ha ha, sau đó thân hình khẽ động, nhảy lên ngựa nói. Ba vị, cáo từ. Nói xong, bạch mã chạy gấp đi xa. Người này thực lực không tệ. Lúc này, Lâm Đại Lang đột nhiên nói. Lâm Nhị Lang nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái gì không tệ? Lâm Ấu Huyên hừ một tiếng nói. Loại như hắn, tại ẩn vực chúng ta còn nhiều mà. Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang nhìn nhau cười cười, rất nhanh, ba huynh muội thân hình khẽ động, ngự kiếm bay về phía tận thế thành. Lúc này đây, Dương Diệp không có dừng lại, tốc độ cao nhất, ở ngày thứ ba, hắn đi tới Vọng Hải Thành. Vọng Hải Thành tựa vào biển xây dựng, mà biển này, là kiếm thần hải vực, có thể nói, lúc này hắn đã bước chân vào địa phương nguyền rủa của kiếm tu. Dương Diệp cũng không dám khinh thường, sau khi đi vào Vọng Hải Thành, kiếm ý lập tức nội liếm, còn dùng kiếm vực ẩn nấp, không để cho trên người mình có chút khí tức kiếm tu. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chỉ Vọng Hải Thành xa xa, con mắt không ngừng nháy nháy, giống như gọi Dương Diệp nhanh đi. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Vọng Hải Thành, trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì ở trong Vọng Hải Thành, thậm chí có linh mạch tuyệt phẩm. Trong thành linh khí nồng đậm. Cho dù là ở ngoài thành cũng có thể cảm nhận được. Có linh mạch tuyệt phẩm, đại biểu Vọng Hải Thành khẳng định có thế lực khống chế. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó xoay người đi đến bờ biển, mục đích lần này của hắn là di chỉ kiếm thần cung. Đi vào bờ biển, Dương Diệp phát hiện, ở bờ biển có rất nhiều người, có cả đàn cả lũ, cũng có một mình một người, những người này, thực lực thấp nhất đều là bán đế. Thậm chí, còn có tầm 10 tên đế giả. Đều là đi di chỉ kiếm thần cung sao? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn xa xa, cuối tầm mắt vẫn là biển, không có bất kỳ hòn đảo nào. Dương Diệp liếc nhìn mọi người trong tràng,
cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một nữ tử cách đó không xa, nữ tử mặc một bộ quần áo màu đen, khoác áo choàng, trên mặt che lụa mỏng, nhìn không thấy dung mạo. Tuy nhìn không thấy dung mạo, nhưng dáng người của nữ tử lại vô cùng tốt, đặc biệt là ở dưới quần áo bó sát người phát họa, càng lộ ra lửa nóng chọc người. Giống như phát giác được ánh mắt Dương Diệp, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nữ tử khẽ gật đầu, nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy đối phương không có cự nhân ở ngoài ngàn dặm, Dương Diệp đi đến bên cạnh nữ tử nói. Diệp Dương. Nữ tử nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn những người chung quanh nói. Vân cô nương, những người này đang làm cái gì? Đợi đế hải hạm của Vọng Hải Thành. Vân Bán Thanh nói. Đế hải hạm. Dương Diệp khó hiểu. Đợi đế hải hạm làm cái gì? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Ngươi là muốn đi di chỉ kiếm thần cung. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy. Không có đế hải hạm, ngươi đi như thế nào? Vân Bán Thanh hỏi. Có thể bay à? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nói. Ngươi là lần đầu tiên đến. Dương Diệp lại nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Vân Bán Thanh nói. Khó trách. Nói xong, nàng chỉ vùng biển trước mặt nói. Cái hải vực này, là địa bàn của hải yêu tộc, trong đó, yêu thú bán đế cấp vô số, ngoại trừ yêu thú bán đế cấp, yêu thú đế cấp cũng có. Bay ở trên đó, ngươi là không muốn sống sao? Nguyên lai có yêu thú à? Dương Diệp ngượng ngập cười cười, lại nói. Đế hải hạm này có thể chống đỡ được những yêu thú kia. Vân Bán Thanh lắc đầu nói. Đế hải hạm không thể ngăn trở những yêu thú kia, nhưng đây là đế hải hạm của Vọng Hải Thành. Vọng Hải Thành tựa hồ cùng hải yêu tộc đạt thành hiệp nghị gì, chỉ cần là đế hải hạm của bọn hắn, hải yêu tộc sẽ không công kích. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Hắn cũng không sợ những yêu thú kia, nhưng sẽ không ngốc đến bay qua. Bởi vì nếu như lựa chọn bay qua, tất nhiên sẽ đưa tới vô số phiền toái. Nàng đến rồi. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa. Dương Diệp phát hiện. Thần sắc của Vân Bán Thanh ngưng trọng lên, không chỉ Vân Bán Thanh, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên. Theo ánh mắt mọi người, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử đang đi đến bờ biển. Nữ tử mặc quần vải, váy bộ y, khắp nơi đều là miếng vá, nhất là một khối ở bụng càng dễ làm người khác chú ý, bởi vì thật sự quá lớn, cơ hồ bao trùm lấy toàn bộ phần bụng nữ tử. Dưới chân nữ tử là một đôi giày rơm. Giày rơm xem xét liền biết có chút niên đại rồi, bởi vì biên giới giày rơm đã mài mòn gần hết. Nữ tử không thi phấn trang điểm, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp phi phàm, nếu như hơi điều chỉnh cách ăn mặc thoáng một phát, đích thị là một tuyệt thế giai nhân. Rất nhanh, nữ tử đi tới trên một tảng đá, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên đó, mặt hướng biển cả xa xa, cũng không nhúc nhích, giống như một bức tượng. Dương Diệp phát hiện, theo nữ tử xuất hiện đến bây giờ, hai mắt vẫn nhắm. Nàng là ai? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh, hỏi. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Không có người biết rõ nàng là ai, bởi vì nàng chưa bao giờ mở mắt ra, cho nên chúng ta đều xưng nàng là manh nữ. Ý là nữ nhân mù. Manh nữ. Nghe được hai chữ này, Dương Diệp lập tức nghĩ tới U Minh Điện. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử quần vải kia, do dự một chút. Sau đó đi về phía nữ tử quần vải. Hắn muốn xác nhận thoáng một phát, đối phương có phải điện hạ của U Minh Điện không? Bởi vì bọn người minh nữ, hắn đối với U Minh Điện kỳ thật vẫn có hảo cảm. U Minh Điện quỷ dị thần bí, ở chỗ này xuất hiện một vị điện hạ, cũng không phải là không được. Phải biết, hắn nhớ rõ minh nữ đã từng nói qua, rất nhiều điện hạ đều không ở linh giới. Hơn nữa lúc trước minh nữ cũng không phải ở linh giới. Người làm cái gì? Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta đi tìm nàng hỏi ít chuyện. Ngươi điên rồi sao? Vân Bán Thanh nói, ngươi đi qua như vậy, ta dám cam đoan, ngươi còn chưa đi đến trước mặt nàng đã bị giết chết. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói, biết rõ Vọng Hải Thành thành chủ Lý Thuần Phong không? Không biết. Dương Diệp trung thực nói. Khóe mắt Vân Bán Thanh co giật, nàng nhìn Dương Diệp nửa ngày,
thấy Dương Diệp không tựa như nói dối, lập tức nói. Đây là một vị đế giả đỉnh phong, nhưng hắn rất tôn kính manh nữ này, cực kỳ tôn kính. Cái này đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi, không phải sao? Dương Diệp nói. Ta chỉ là đi hỏi ít chuyện. Trước kia có người cũng muốn đi tìm nàng hỏi ít chuyện, kết quả ở trên biển nhiều hơn một cỗ thi thể. Vân Bán Thanh lạnh nhạt nói. Là nàng giết sao? Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh lắc đầu nói. Người Vọng Hải Thành giết. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía manh nữ, hắn bắt đầu huyền khí truyền âm, nhưng rất nhanh, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, bởi vì huyền khí truyền âm của hắn còn chưa tới trước mặt manh nữ mười trượng đã biến mất. Nữ nhân này không đơn giản. Dương Diệp nhìn manh nữ hồi lâu, sau đó lại hỏi. Nàng ngồi ở chỗ kia là muốn làm gì? Không biết. Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn manh nữ nói. Nghe nói, rất sớm trước kia, mỗi ngày nàng đều đến ngồi ở chỗ này, thẳng đến trời tối mới rời đi. Không có người biết vì cái gì nàng làm như vậy. Bất quá, có một câu ca dao, cũng không biết có phải là đang nói nàng hay không. Ca dao. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Xuân hạ thu đông, hắn ngày đêm khổ luyện, thề phải lên được kiếm thần điện. Là thanh mai trúc mã của nàng, hai nhỏ vô tư ở bên nhau. Mộc Trâm cài tóc quần vải một đôi mắt, nhìn hắn một năm rồi lại một năm. Tiễn đưa phu quân đến độ khẩu, nàng nói cả đời chờ đợi ngươi. Hắn nói chờ ta để danh ở kiếm thần cung, nhất định không cô phụ nàng. 18 năm chờ đợi, đổi lấy một tờ di thư. Hắn nói sẽ mỗi ngày chải tóc cho ta. Nhìn hoa mai nở, nhìn tuyết đông tàn. 100 năm chờ đợi, mắt nàng đã mù. À, thời điểm nàng mở mắt, trời cũng vì nàng mò mẫm. Ngâm xong, Vân Bán Thanh có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Nàng đã đợi 100 năm. Vân Bán Thanh nhìn hắn một cái nói. Đâu chỉ 100 năm, thời điểm nàng ở chỗ này, khi đó còn không có Vọng Hải Thành. Nàng đến tột cùng ở chỗ này chờ bao lâu, không có ai biết. Đương nhiên, cũng không ai có thể xác định bài hát thảo luận có phải là nàng hay không. Bất quá, nàng khẳng định không phải người bình thường, cho nên người tốt nhất đừng đi quấy rầy nàng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua manh nữ, nữ nhân này cho hắn cảm giác thật kỳ diệu, bởi vì hắn cảm thụ không đến bất luận một điểm khí tức gì của nữ nhân này. Nếu như nàng là huyền giả, trên người nàng hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ có huyền khí chấn động, nhưng ở trên người nàng không có. Nàng cho người cảm giác, nàng là một người bình thường. Đương nhiên, không có người sẽ cảm thấy nàng là một người bình thường. Một người có thể làm cho đế giả cảnh đỉnh phong tôn kính, sẽ là một người bình thường sao? Đối với Dương Diệp mà nói, hắn càng muốn biết đối phương có phải điện hạ của U Minh Điện hay không. Do dự một chút, hắn chuẩn bị đi qua hỏi. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh ở bên cạnh hắn đột nhiên nói. Đế hải hạm đến rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một hải hạm như đại sơn xuất hiện ở trên mặt biển. Tốc độ của hải hạm cực nhanh, không đến một lát liền đi tới trước mặt mọi người. Sau khi hải hạm ngừng bờ, mười mấy người từ trên hải hạm đi xuống. Trong những người này, thực lực thấp nhất đều là bán đế, còn có ba tên đế giả. Bất quá lúc này, mười mấy người này sắc mặt đều có chút khó coi. Mười mấy người không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, sau khi đi xuống liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nghe nói vừa rồi đi di chỉ kiếm thần cung, có hơn 800 người, hiện tại chỉ trở về mười mấy người, trong đó đế giả có hơn 10 vị, bây giờ trở về chỉ có 3 tên. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, thực lực của Vân Bán Thanh là bán đế, không tính yếu. Nhưng tuyệt đối không cao. Có thể nói, đối phương đi kiếm thần đảo, tỷ lệ có thể trở về rất nhỏ. Do dự thoáng một phát, Dương Diệp nói. Kỳ thật ngươi có thể đến đế giả lại đi. Vì cái gì không nói đến hư giả lại đi? Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp cười cười nói. Chỉ là một đề nghị, không có ác ý. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Ở bên ngoài, không có tài nguyên tu luyện, muốn tu luyện đến đế giả. Không biết đến ngày tháng năm nào. Đi kiếm thần đảo, không chừng có thể được chút kỳ ngộ, cải biến vận mệnh thoáng một phát. Không có kỳ ngộ, tùy tiện đạt được một bảo vật hoặc huyền kỹ đế cấp, cũng có thể ăn cả đời. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người trong tràng, không cần phải nói,
Trong những người này, rất nhiều người có lẽ đều nghĩ giống như Vân Bán Thanh. Xác thực, nếu như có thể đạt được một bảo vật đế cấp, đối với những người này mà nói, quả thật có thể ăn cả đời. Một bảo vật đế cấp, lấy ra đi bán, ít nhất cũng phải tầm 10 vạn tử tinh thạch. Đây là giá cả bảo thủ. Phải biết, bảo vật đế cấp, ở đại lục hiện tại, cái kia là cực kỳ hy hữu. Đi kiếm thần đảo lên thuyền. Lúc này, trên hải hạm đột nhiên truyền đến một giọng nói. Rất nhanh, mọi người chung quanh đi đến hải hạm. Dương Diệp phát hiện, mỗi người lên thuyền đều phải trước giao tử tinh thạch, số lượng là 1.000. Một người giao 1.000. Thần sắc của Dương Diệp động dung, tuy 1.000 rất ít, nhưng chung quanh có ít nhất hơn 1.000 người a. Một chuyến liền không sai biệt lắm là 10 vạn tử tinh thạch. Hắn nguyên bản cảm giác mình cực kỳ giàu có, nhưng hiện tại xem ra. Đi thôi. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đi theo Vân Bán Thanh giao 1.000 tử tinh thạch lên hải hạm. Sau khi tất cả mọi người lên hải hạm, một lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người nói. Chư vị, tại hạ Vọng Hải Thành quản sự Tần Tam Vọng. Chắc hẳn chư vị cũng biết quy củ của Vọng Hải Thành ta, bất quá ta vẫn phải nói một lần, trên hải hạm không được động thủ. Chư vị nếu có ân oán gì, kính xin xuống hải hạm lại giải quyết, nếu không, đừng trách Vọng Hải Thành ta không nể mặt. Mọi người tự nhiên sẽ không đi trêu chọc đối phương, nhao nhao gật đầu. Thấy mọi người gật đầu, Tần Tam Vọng khẽ gật đầu, sau đó muốn thúc giục Vân Hạm, lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chậm đã! Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người rất nhanh chạy đến, cầm đầu chính là một thanh niên nam tử, mà ở sau lưng người này, là ba tên lão giả. Ba lão giả đều là đế giả. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Vân Bán Thanh, bởi vì hắn phát hiện lúc Vân Bán Thanh nhìn thấy người này, trên người vậy mà tản mát ra sát ý, tuy thoáng qua tức thì, nhưng vẫn bị hắn cảm nhận được. Rất nhanh, bọn người thanh niên nam tử giao tử tinh thạch, lên hải hạm. Các hạ là người Vân gia. Ánh mắt của Tần Tam Vọng rơi vào trên người thanh niên nam tử, hỏi. Thanh niên nam tử cười cười nói. Tại hạ Vân gia thiếu chủ Vân Thiên Minh, bái kiến Tần tiền bối. Tần Tam Vọng nhìn thoáng qua Vân Thiên Minh nói. Kiếm thần đảo này vô cùng hung hiểm, người thật sự muốn đi. Vân Thiên Minh cười nói. Học hỏi kinh nghiệm a. Tần Tam Vọng nhìn thoáng qua ba lão giả sau lưng Vân Thiên Minh, sau đó nói. Tùy ngươi vậy. Nói xong, hắn quay người rời đi, rất nhanh, hải hạm bị thúc giục, chạy tới phương xa. Sau khi hải hạm bị thúc giục, Dương Diệp quay người nhìn về phía manh nữ ở xa xa, lúc này manh nữ vẫn như trước kia, mặt nhìn về phía kiếm thần đảo, cũng không nhúc nhích. Sau khi trở về, phải hỏi một chút. Dương Diệp quyết định chú ý, đối với người U Minh Điện, hắn ngoại trừ có hảo cảm, còn có hiếu kỳ thế lực thần bí kia. Cái thế lực này thật sự quá thần bí, đặc biệt là những điện hạ kia, từng cái đều cực kỳ nghịch thiên. Đúng lúc này, Vân Thiên Minh cùng ba tên lão giả phía sau hắn đi tới bên Dương Diệp, thấy thế, Dương Diệp nhíu mày. Bán Thanh, ngươi lại để cho ca lo lắng. Vân Thiên Minh bước nhanh đi đến trước mặt Vân Bán Thanh, thò tay muốn kéo tay Vân Bán Thanh, bất quá Vân Bán Thanh lại vọt đến một bên, trong mắt chán ghét không che giấu chút nào nói. Cút xa một chút. Tiện tì. Người dám cùng thiếu chủ nói chuyện như thế. Sau lưng Vân Thiên Minh, một lão giả áo đen bước ra một bước, một cỗ khí thế đế giả trấn áp về phía Vân Bán Thanh. Sắc mặt Vân Bán Thanh lập tức trắng bệch, thân thể càng thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất, bất quá nàng lại chống được. Tên lão giả áo đen kia hừ lạnh một tiếng, lần nữa bước ra một bước, khí thế đế giả so với trước mạnh hơn không chỉ một lần, Vân Bán Thanh nhịn không được, cả người co quắp ngã xuống. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thò tay giữ nàng lại, Vân Bán Thanh lập tức cảm giác mình thân thể buông lỏng, bởi vì thời điểm Dương Diệp kéo tay nàng, áp lực trên người nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng khiếp sợ nhìn Dương Diệp nhìn nàng cười cười, sau đó nói. Không có sao chứ. Vân Bán Thanh lắc đầu, trong mắt hiện lên cảm kích nói. Đa tạ. Dương Diệp cười nói. Không cần cảm ơn. Ta là người tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ, không thể gặp người khác khi dễ nhỏ yếu, ai, cái khuyết điểm này ta sửa thật nhiều năm cũng không bỏ được. Vân Bán Thanh. Mọi người ở bên cạnh sững sờ, người này không phải là choáng váng chứ. Anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn tình huống a, người ta có ba tên đế giả a.
ánh mắt lão giả áo đen kia rơi vào trên người Dương Diệp nói. Tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ, buồn cười. Nói xong, hắn muốn lần nữa phóng thích ra khí thế đế giả, nhưng lúc này, Dương Diệp lại nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Tần quản sự, người mới vừa nói không được ở trên hải hạm động thủ, hiện tại hắn công nhiên động thủ, đây là không để Vọng Hải Thành cùng Tần quản sự ngươi vào mắt nha. Mọi người. Tần quản sự nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhìn về phía Vân Thiên Minh, Vân Thiên Minh không có để ý Tần quản sự, mà nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Bán Thanh, nam nhân này là ai? Bằng hữu. Vân Bán Thanh lạnh nhạt nói. Bằng hữu. Vân Thiên Minh nói. Ta xem không giống a, hắn rất quan tâm ngươi. Không liên quan gì tới ngươi. Vân Bán Thanh nói. Không có sao. Vân Thiên Minh nói. Ta là nhị ca của ngươi, như thế nào không quan hệ với ta? Nhị ca. Thần sắc của Vân Bán Thanh đột nhiên dữ tợn lên. Ngươi cũng xứng làm ca ca. Có muốn ta nói sự tình cầm thú của ngươi năm đó muốn làm cho mọi người nghe không, để cho tất cả mọi người biết Vân gia thiếu chủ đến tột cùng là người cầm thú như thế nào? Vân Thiên Minh nhìn Vân Bán Thanh nửa ngày, sau đó nói. Hiện tại phụ thân đã bế quan, Vân gia do ta làm chủ. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, khóe miệng Vân Thiên Minh nổi lên dáng tươi cười nói. Mẹ cùng đệ đệ của ngươi, à, cũng là đệ đệ của ta. Hiện tại bọn hắn qua cũng không tệ lắm, bất quá không biết về sau sẽ như thế nào. Ngươi, Vân Bán Thanh kinh hãi nhìn Vân Thiên Minh. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Vân Thiên Minh đánh giá Vân Bán Thanh, cười nói. Ngươi biết rõ ta muốn làm cái gì, không phải sao? Nghe vậy, Vân Bán Thanh như bị sét đánh, lùi về sau mấy bước, quát ầm lên. Tuy chúng ta không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng ta cũng là em gái ruột của ngươi. Chúng ta có huyết thống a. Ngươi đương nhiên là em gái ruột của ta. Vân Thiên Minh nói. Hảo muội muội của ta, hiện tại ca có chút việc tìm ngươi thương lượng, đến bao xương của ta. Ngươi nhất định sẽ đến, dù vì mẹ cùng đệ đệ của ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ tới, đúng không? Nói xong, hắn cười cười, sau đó xoay người rời đi. Vân Bán Thanh ngẩn người, một lát sau, nàng giơ chân lên bước đi theo Vân Thiên Minh. Chậm đã. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng ra, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, tuy các ngươi nói mịt mờ, nhưng ta cũng nghe rõ. Ngươi cùng người này hẳn là huynh muội cùng cha khác mẹ, mà người này lại đánh chủ ý ngươi. Chậc chậc Dương, Diệp Dương ta đời này coi như được chứng kiến rất nhiều biến thái, nhưng loại biến thái này, còn là lần đầu tiên gặp, thật sự là tăng kiến thức. Vân Thiên Minh đột nhiên quay người đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp nói. Ngươi, phải có tự biết, anh hùng cứu mỹ nhân, trước xem một chút mình là mặt hàng gì, ngươi biết rõ mình là một mặt hàng gì sao? Nếu như không biết, ta đến nói cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, chính là một mặt hàng không nhập lưu, hiểu chưa? Nói xong, hắn cười lạnh, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh đang mất hồn nói. Sự kiên nhẫn của ta không có bao nhiêu, ngươi phải biết, vì chờ đợi ngày này, ta đã đợi quá lâu. Cho nên, phụ thân vừa bế quan, ta lập tức tới tìm ngươi, hiện tại, lập tức đến. Đúng lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Trên hải hạm không được động thủ. Tần Tam Vọng nhìn Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại nói. Không được, ta thật sự là nhìn không được, vấn đề này, chờ ta đánh xong lại nói a. Nói xong, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc Dương Diệp xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Vân Thiên Minh, sau đó một quyền oanh lên bụng Vân Thiên Minh. Phốc! Vội vàng không kịp chuẩn bị, Vân Thiên Minh còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã cảm giác bụng quặn đau, sau đó phun vài ngụm máu, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Nhưng thân thể của hắn vừa mới bay lên, Dương Diệp liền nắm cổ họng của hắn, sau đó mạnh mẽ nện lên mặt đất. Không đến mấy tức, Dương Diệp đã đập trên trăm cái. Giờ khắc này, toàn bộ đế hải hạm run rẩy. Làm càn. Lúc này, đám người lão giả áo đen phục hồi tinh thần lại, gầm lên một tiếng, thò tay tìm tòi, chảo tới Dương Diệp, bất quá rất nhanh, tay của hắn lại rụt trở về. Bởi vì Dương Diệp sách Vân Thiên Minh đã hấp hối chắn trước mặt hắn. Trên hải hạm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp dám động thủ, tại đây,
là địa bàn của Vọng Hải Thành A. Bất quá trong lòng mọi người vẫn còn có chút khiếp sợ thực lực của Dương Diệp. Phải biết Vân Thiên Minh kia là bán đế, nhưng ở trong tay Dương Diệp lại ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Ngươi là muốn chết phải không? Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp không để ý tới lão giả áo đen, mà vứt Vân Thiên Minh trên mặt đất, sau đó nhấc chân dẫm bụng Vân Thiên Minh, bao quát lấy Vân Thiên Minh nói. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ mình là mặt hàng gì không? Nếu như ngươi không biết, như vậy ta cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, chính là một mặt hàng không nhập lưu biết chưa? Nói đến đây, Dương Diệp cười cười nói. Vừa rồi những lời này ngươi nói với ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Bất quá, chúng ta là có khác nhau. Khác nhau ở đâu? Khác nhau ở chỗ ngươi chỉ dùng miệng nói, mà ta thì dùng sự thật nói. Vân Thiên Minh nhìn Dương Diệp, mặt của hắn đã sưng thành đầu heo, bởi vậy ánh mắt của hắn tuy mở ra, nhưng cùng nhắm không có gì khác nhau. Tuy như thế, mọi người vẫn có thể chứng kiến sát ý cùng oán độc trong mắt hắn. Đám người lão giả áo đen cũng nhìn Dương Diệp, bất quá lo lắng Vân Thiên Minh ở trong tay Dương Diệp, ba người không dám động thủ. Các hạ thâm tàng bất lộ a. Đúng lúc này, Tần Tam Vọng đột nhiên đi tới nói. Bất quá trước kia ta có nói qua, mặc kệ người phương nào, không được ở trên hải hạm động thủ, hiện tại các hạ công nhiên động thủ, là không để ta vào mắt. Kỳ thật, ta là một người thích tuân thủ quy tắc. Dương Diệp nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Nhưng ta không thích ta tuân thủ quy tắc, người khác không tuân thủ quy tắc, sau đó lại muốn dùng quy tắc đến trói buộc ta. Tần quản sự, vừa rồi vị lão giả áo đen này vận dụng khí thế đế giả trấn áp Vân cô nương, người đừng nói với ta ngươi không phát hiện. Tần Tam Vọng nhìn Dương Diệp nửa ngày nói. Ta xác thực không phát hiện. Sau đó hiện tại ta xuất thủ, ngươi nhìn thấy, đúng không? Dương Diệp cười nói. Tần Tam Vọng khẽ gật đầu nói. Xác thực. Người đây là nói rõ muốn khi dễ ta à? Dương Diệp cười nói. Đã như vậy, chúng ta không cần thương lượng rồi. Ta cũng không có ý thương lượng với người. Tần Tam Vọng đi về phía Dương Diệp, nhưng đúng lúc này, Vân Thiên Minh ở dưới chân Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy trong miệng Vân Thiên Minh không ngừng phun máu, khuôn mặt bóp méo kên. Làm càn! Lão giả áo đen giận dữ, hai tay nắm chặt. Nhưng vẫn không dám động thủ. Tần Tam Vọng không có dừng bước lại, hắn vẫn đi về phía Dương Diệp, mặc dù không có phóng thích khí thế đế giả, nhưng có một cổ uy áp vô hình bao phủ Dương Diệp. Chơi tâm lý chiến. Chiêu này đối với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng đối với Dương Diệp. Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đột nhiên bắt cánh tay phải của Vân Thiên Minh, sau đó két sát, một tiếng, cánh tay của Vân Thiên Minh bị Dương Diệp kéo xuống. A! À. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên. Trên hải hạm, đồng tử của tất cả mọi người co rụt lại, thật huyết tinh, thật bạo lực, thật to gan. Tần Tam Vọng dừng bước, hắn nhìn Dương Diệp, tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng ở trên người hắn lại tản ra khí tức nguy hiểm làm cho người tim đập nhanh. Còn đám người lão giả áo đen thì sắc mặt trắng bệch, ba người đều không nghĩ tới Dương Diệp ở dưới tình huống đối mặt bốn đế giả còn dám làm như thế. Lúc này đây... Ba người không hoài nghi Dương Diệp có dám giết Vân Thiên Minh hay không. Ở bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, bất quá nàng lại nhích lại gần Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tần Tam Vọng nói. Xem ra ngươi rất để ý người này sinh tử, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi có quan hệ gì? Bọn họ là thế giao? Lúc này, Vân Bán Thanh nói. Vân gia cùng Tần gia đều là thế gia, hai nhà giao hảo. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tần quản sự, ta cũng không có yêu cầu khác, đưa chúng ta đến kiếm thần đảo là tốt rồi, như thế nào? Ngươi uy hiếp ta. Tần quản sự nhíu mày, lúc này đây, trong mắt của hắn sát ý như thực chất. Ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không có biện pháp. Dương Diệp nhún vai nói. Tần Tam Vọng nắm hai tay, mà lúc này, lão giả áo đen vội vàng đi đến bên cạnh Tần Tam Vọng nói. Tần huynh, thiếu chủ nhà ta quan trọng hơn. Tần Tam Vọng nhìn thoáng qua lão giả áo đen nói. Vậy chính các ngươi xử lý đi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Dương Diệp một cái, sau đó mới quay người rời đi. Các hạ, việc này là gia sự của Vân gia ta, với ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi cần gì nhúng tay.
Lão giả áo đen trầm giọng nói. Lúc này đây, hắn không có lựa chọn hùng hổ dọa người. Bởi vì hắn phát hiện, gia hỏa trước mắt căn bản không ăn một bộ kia. Nghe lão giả áo đen nói, Vân Bán Thanh cũng nhìn về phía Dương Diệp, nàng cũng rất tò mò tại sao Dương Diệp giúp nàng. Kỳ thật ta cũng không muốn như vậy. Dương Diệp nhún vai, hắn xác thực không muốn như vậy. Lão giả áo đen này xuất thủ khi dễ Vân Bán Thanh, hắn cùng với Vân Bán Thanh tuy giao tình không sâu, nhưng quen biết một hồi, thấy chết mà không cứu, thật sự là làm không được. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn xuất thủ làm cho vấn đề này biến thành phức tạp. Có thể nói, ngay từ đầu hắn chỉ đơn thuần muốn giúp Vân Bán Thanh thoáng một phát, không có ý đánh Vân Thiên Minh. Nhưng cuối cùng, sau khi biết được ý đồ của Vân Thiên Minh, hắn không phải muốn đánh người, mà là muốn giết người rồi. Chính hắn cũng có muội muội ở trong lòng hắn, là thần thánh, mà Vân Thiên Minh này lại đánh chủ ý em gái ruột của mình. Hắn buồn nôn. Vì vậy mới có một màn hiện tại này. Thân thủ của các hạ bất phàm, có lẽ lai lịch cũng không bình thường. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Không biết các hạ nghe qua ấn vực Vân gia chưa? Vân gia. Dương Diệp lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua. Lão giả áo đen nhíu mày, sau đó không có nói chuyện. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh, huyền khí truyền âm. Vân gia này và Tần gia là thứ gì? Thế lực kim cương cấp sao? Vân Bán Thanh trầm mặc. Không thể có sao. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh lắc đầu, sau đó huyền khí truyền âm. Ẩn vực, là lúc trước rất nhiều cường giả hư giả cảnh thiên thủ mở ra thế giới, rất nhiều thế gia cùng tông môn che giấu ở chỗ đó. Vân gia là một cái trong số đó. Diệt Thế Đạo cũng ở trong đó. Dương Diệp vội hỏi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Ở trong đó, bất quá bọn hắn xong đời rồi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Bọn hắn phái không sai biệt lắm 7 đế giả đi diệt kiếm minh, nhưng cuối cùng toàn quân bị diệt, hơn nữa giống như cường giả hư giả cảnh của bọn hắn cũng biến mất. Không có đế giả, không có cường giả hư giả cảnh, đợi bọn hắn, không phải bị đuổi ra ẩn vực, mà là bị thâu tóm. Ngươi biết kiếm minh? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Ta điều tra qua thế lực này quật khởi rất nhanh, đã khiến cho thế lực trong ẩn vực chú ý. Kiếm minh cùng thế lực trong ẩn vực so sánh, ai mạnh ai yếu? Dương Diệp lại hỏi. Vân Bán Thanh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nếu như bọn hắn có cường giả hư giả cảnh, như vậy ở trong ẩn vực, trừ nguyên ra, không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại bọn họ. Nhưng nếu như bọn hắn không có cường giả hư giả cảnh, đặt ở trong ẩn vực, chỉ có thể coi là bình thường. Bởi vì thế lực trong ẩn vực, cơ hồ đều có hư giả cảnh. Hư giả cảnh. Dương Diệp trầm mặc. Xác thực, hiện tại kiếm minh so sánh với loại cường giả này, vẫn còn có chút không đủ. Bất quá, hắn cũng không sợ, thật liều mạng, hắn liền dùng kiếm ý niết bàn cảnh cực hạn, hắn ngược lại muốn biết, cường giả hư giả cảnh có thể chịu được kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn hay không. Lúc này, Vân Bán Thanh lại nói. Kỳ thật, kiếm minh rất không sáng suốt. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Vân Bán Thanh nói. Theo người phái ta truyền tình báo về, ta phát hiện. Đợi một chút. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Vân Bán Thanh nói. Ngươi nói, trong kiếm minh có người của các ngươi. Vân Bán Thanh nói. Đương nhiên, không chỉ người Vân gia, thế lực cùng tông môn trong khác ẩn vực, ở trong kiếm minh đều có người. Vì cái gì làm như vậy? Dương Diệp cau mày nói. Vân Bán Thanh nói. Uy hiếp, đối với ẩn vực mà nói, kiếm minh là một uy hiếp. Cho nên ta nói kiếm minh rất không sáng suốt, bởi vì hiện tại bọn hắn cảm thấy mình đã là đại lục đệ nhất thế lực, kỳ thật không phải, thế lực mạnh chính thức của đại lục bọn hắn căn bản không trông thấy, mà những thế lực kia đối với bọn họ lại rõ như lòng bàn tay. Dương Diệp trầm mặc, hắn không nghĩ tới trên đời này còn có ẩn vực, mà thế lực trong ẩn vực đã bắt đầu xuất thủ với kiếm minh. Trầm mặc một hồi, hắn nói. Vân cô nương, trước kia ngươi ở Vân gia làm cái gì? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Nội vụ, tình báo, còn có quản lý sản nghiệp gia tộc. Nghe vậy, con mắt Dương Diệp sáng ngời, tuy năng lực của Dạ Lưu Vân rất mạnh, nhưng nàng một người quản lý toàn bộ tận thế thành cùng kiếm minh, quả thực quá khổ cực, nếu có người hỗ trợ, Vân Bán Thanh này cực kỳ phù hợp a. Đương nhiên, chỉ là phù hợp,
hắn tự nhiên sẽ không hiện tại để đối phương tiến vào kiếm minh, hơn nữa người ta cũng không nhất định đáp ứng. Việc này không gấp được, phải xem tình thế. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên đi tới bên cạnh Vân Thiên Minh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Có thể chứ? Dương Diệp nao nao, lập tức minh bạch ý tứ của Vân Bán Thanh, đây là muốn giáo huấn Vân Thiên Minh một chút. Lập tức nhẹ gật đầu nói. Trước đừng giết chết là tốt rồi. Đa tạ. Vân Bán Thanh nói xong, trong tay nhiều ra một thanh dao găm, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, nàng đâm xuống dưới háng của Vân Thiên Minh. A! À, trên hải hạm, vang lên một thanh âm tựa như giết heo. Dương Diệp. Tất cả mọi người ngây dại, kể cả Dương Diệp. Mọi người không nghĩ tới Vân Bán Thanh sẽ trực tiếp phế bỏ mệnh căn của Vân Thiên Minh. Tuy đạt tới bán đế, có thể gãy chi trọng sinh, nhưng loại thống khổ khi đoạn tử tuyệt tôn kia, tuyệt đối không có người muốn thể nghiệm. Cả người Vân Thiên Minh run rẩy, không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Muốn chết. Bên cạnh, đám người lão giả áo đen phục hồi tinh thần lại, lão giả áo đen muốn xuất thủ, bất quá đúng lúc này, chân Dương Diệp lại dẫm lên đầu Vân Thiên Minh. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo đen vội vàng ngừng lại, hai lão giả ở bên cạnh hắn muốn xuất thủ cũng bị hắn ngăn lại, hắn không nói gì, chỉ như vậy nhìn Dương Diệp. Bất quá, coi như là kẻ đần cũng biết, việc này tuyệt đối với không có cách nào thiện rồi. Dương Diệp bỏ qua đám người lão giả áo đen, hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, không nói gì. Vân Bán Thanh đi đến bên cạnh Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thực xin lỗi. Dương Diệp không nói gì. Vân Bán Thanh này đột nhiên chém đứt mệnh căn của Vân Thiên Minh, ngoại trừ cho hả giận, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là để cho hắn cùng với Vân gia mâu thuẫn thăng cấp. Hắn cùng với Vân gia mâu thuẫn thăng cấp, ai chỗ tốt lớn nhất? Tự nhiên là Vân Bán Thanh. Nếu như Vân Thiên Minh chết, tự nhiên sẽ không có người đi đánh chủ ý mẫu thân cùng đệ đệ của nàng, cũng không có ai đến uy hiếp nàng. Có lẽ, nàng còn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Dù sao nàng là người của Vân gia. Nhưng Dương Diệp hắn sẽ bị Vân gia trả thù, tuy hắn không sợ, nhưng hắn không thích bị người âm. Thấy Dương Diệp trầm mặc, Vân Bán Thanh lại nói. Thực xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Ai bảo ta muốn xuất thủ chứ, việc này không trách ngươi, là lựa chọn của ta. Nếu như thời gian quay lại, hắn vẫn chọn xuất thủ. Dương Diệp hắn không phải người tốt, hoặc có thể nói, hắn kỳ thật là một người xấu. Loại vật tinh thần trọng nghĩa này, hắn kỳ thật không có. Hắn làm việc, toàn bộ bằng yêu thích của mình. Nội tâm mình cảm thấy chuyện này có thể làm, hắn sẽ đi làm. Về phần chuyện này là đúng hay sai, hắn căn bản không quan tâm. Trên đời này, vốn không có đúng sai tuyệt đối, với hắn mà nói, hết thảy tùy tâm. Nghe được Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía đám người lão giả áo đen nói. Các ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm vào ta, đến kiếm thần đảo ta sẽ thả thiếu chủ của các ngươi. Ngươi ngó chừng ta, làm ta không kiên nhẫn, coi chừng ta dẫm nát đầu của hắn, thật sự, thời điểm tâm tình của ta khó chịu, tính tình rất dễ dàng táo bạo. Đám người lão giả áo đen sắc mặt khó coi đến cực điểm, bất quá lại không dám động thủ. Nếu Vân Thiên Minh chết, ba người bọn hắn khó tránh tội trạng. Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cùng hai lão giả khác thối lui đến xa xa. Ba người thối lui, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, dựa theo trước kia ngươi nói, tình cảnh hiện tại của kiếm minh chẳng phải rất đáng lo. Nhìn thấy Dương Diệp hỏi, Vân Bán Thanh khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một cái, thấy Dương Diệp giống như không có tức giận, trong nội tâm buông lỏng, sau đó nói. Bọn hắn quật khởi quá nhanh. Tăng thêm kiếm minh minh chủ Dương Diệp kia làm việc quá mức tàn nhẫn, tự nhiên sẽ trêu chọc chút ít thế gia cùng tông môn ở ẩn vực kiêng kỵ và phòng bị, thậm chí là căm thù. Cho nên, một khi kiếm minh cùng thế lực hoặc tông môn của ẩn vực phát sinh xung đột, bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ để cho tất cả thế lực ở ẩn vực liên thủ đối phó. Hoặc là, nếu như trong ẩn vực có thế lực đi ra làm đội trưởng, thế lực ẩn vực thậm chí có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường. Dương Diệp nhíu mày, không thể không nói. Vân Bán Thanh nói rất có lý. Kiếm minh quật khởi quá nhanh, lúc này kiếm minh đã có thể uy hiếp rất nhiều thế lực trong ẩn vực rồi. Cái này tự nhiên sẽ trêu chọc thế lực ẩn vực kiêng kỵ cùng phòng bị. Nếu như kiếm minh cùng ẩn vực không có phát sinh xung đột gì còn may,
nhưng một khi phát sinh xung đột, tình cảnh của Kiếm Minh sẽ rất không xong. Phải biết, những thế lực này đối với Kiếm Minh rõ như lòng bàn tay, nhưng Kiếm Minh đối với những thế lực này lại hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, người cảm thấy Kiếm Minh nên ứng đối tình cảnh hiện tại như thế nào? Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thực lực cường đại mới là đạo lý cứng rắn, cho nên Kiếm Minh muốn làm không là đi tiêu trừ thế lực ẩn vực kiêng kỵ căm thù như thế nào, mà nên nghĩ làm sao để cho mình càng cường đại hơn. Nhưng chỉ như vậy cũng không được, bởi vì tiếp tục như vậy, ẩn vực tất nhiên sẽ xuất thủ, bọn hắn không có khả năng tùy ý Kiếm Minh hoàn toàn thống nhất Minh Mục Đại Lục. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Tuy ẩn vực là thế giới mở ra, nhưng nó vẫn là ở Minh Mục Đại Lục. Ngươi sẽ để cho bên cạnh ngươi nhiều thêm thế lực có thể uy hiếp được ngươi sao? Thế lực mới quật khởi, tất nhiên sẽ xung đột với thế lực cũ, đây là tất nhiên. Trừ khi hiện tại Kiếm Minh có được thực lực tuyệt đối, để cho bọn hắn chỉ có thể cầu hòa, không dám khiêu chiến. Đáng tiếc, hiện tại Kiếm Minh không có. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ngươi còn chưa nói làm như thế nào ứng đối. Vân Bán Thanh lắc đầu nói. Kỳ thật bọn hắn quật khởi, là nhất định cùng ẩn vực chiến một trận. Trận chiến này, không có khả năng tránh khỏi, trừ khi hiện tại bọn hắn có thực lực tuyệt đối. Đồ phá hoại a! Trong nội tâm Dương Diệp nhìn không được mắng. Mục đích của hắn, kỳ thật cũng không phải muốn xưng bá Minh Mục Đại Lục, hắn cũng không có thời gian, bởi vì hắn cuối cùng có một ngày sẽ mang theo Kiếm Minh ly khai. Nhưng bây giờ không phải hắn không gây chuyện là được, người ta muốn tới gây hắn a. Nếu như ta là Kiếm Minh Minh Chủ, ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, phái người thăm dò tình huống thế lực trong ấn vực, nếu như có thể, tốt nhất phân hóa, châm ngòi. Bởi vì trong ấn vực cũng có tranh đấu. Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Bất quá, bọn hắn ngay cả ấn vực ở nơi nào cũng không biết, hơn nữa dù bọn hắn biết rõ, cũng không cách nào đi vào, bởi vì ở lối ra ấn vực có một khu vực phân biệt thân phận, từng ấn vực người đi ra đều có lệnh bài thân phận. Lúc trở về nếu như không có lệnh bài này, sẽ kích hoạt trận pháp. Dương Diệp liếc Vân Bán Thanh, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, nên coi chừng không phải Kiếm Minh, mà là Dương Diệp kia. Lúc này Vân Bán Thanh bỗng nhiên lại nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Hắn là cường giả mạnh nhất Kiếm Minh, cũng là trụ cột tinh thần của Kiếm Minh. Hơn nữa, Kiếm Minh là do lính đánh thuê, tán tu. Còn có Kiếm Thần Cung tạo thành. Hiện tại sở dĩ những thế lực này bị vặn thành một cỗ, là vì Dương Diệp. Chỉ cần Dương Diệp chết, ẩn vực cơ bản không cần xuất thủ, Kiếm Minh sẽ sụp đổ. Cho nên nếu như ẩn vực muốn xuất thủ, nhất định là phái cường giả hư giả cảnh trực tiếp tập sát Dương Diệp. Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, người ở Vân gia địa vị tựa hồ cũng không tốt ha. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Mẫu thân của ta là một tỳ nữ, địa vị thấp, tuy nàng sinh ra ta cùng đệ đệ, nhưng ở thế gia như Vân gia, y nguyên bị người xem thường, cho nên nàng ngay cả một danh phận cũng không có, vẫn là thân phận tỳ nữ. Mà Vân Thiên Minh, mẹ của hắn là Tần gia tiểu thư, vừa ra đời đã nhất định là Vân gia gia chủ kế nhiệm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, trong mắt có một tia lo lắng. Nguyên bản hắn cho rằng hôm nay Kiếm Minh đã không có địch nhân gì, có thể tự do phát triển, nhưng hiện tại xem ra, không phải không có địch nhân, mà là bọn hắn không biết, người ta còn phái mật thám vào nội bộ Kiếm Minh. Tình cảnh của Kiếm Minh, y nguyên rất đáng lo, bất quá hắn cũng không sợ, Kiếm Minh lúc này, đã không phải là Kiếm Minh lúc trước, người ẩn vực muốn động tay, cũng phải nghĩ kỹ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Thần Đảo. Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp nhíu mày, thấp giọng nói. Hy vọng lần này đừng để cho ta thất vọng. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, lại nhìn Vân Thiên Minh dưới chân Dương Diệp, sau đó cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tốc độ của hải hạm càng lúc càng nhanh, đến bây giờ, tốc độ của hải hạm đã cơ hồ có thể so với một vị cường giả đế giả cảnh. Trên đường đi, chung quanh hải hạm thỉnh thoảng sẽ toát ra một đám quái vật khổng lồ, những quái vật khổng lồ này. Hình thù kỳ lạ quái dị, có chỉ lộ ra một tay đã lớn hơn toàn bộ hải hạm. Nhìn thấy những quái vật khổng lồ này,
mọi người trên hải hạm đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì ở trong đó, có rất nhiều đều là hải yêu đế cấp. Cũng may những hải yêu này chỉ bốc lên bọt nước, sau đó lại lặn xuống. 3 ngày sau, mọi người rốt cục thấy được một hòn đảo. Kỳ thật không thể nói là hòn đảo, bởi vì quá lớn, vô biên vô hạn, dùng tầm mắt của người cũng nhìn không tới giới hạn. Hải hạm còn chưa tới gần kiếm thần đảo, mà ở cách kiếm thần đảo gần 10 dặm ngừng lại. Lúc này, Tần Tam Vọng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chư vị, xuống hải hạm đi, nhớ kỹ, 10 ngày sau chúng ta sẽ rời đi, nếu như chư vị không thể kịp thời trở lại, phải đợi đến lần sau nữa. Tần Tam Vọng nói xong, rất nhiều người lập tức nhảy xuống hải hạm, sau đó chỉ chốc lát đã biến mất ở xa xa. Rất nhanh, trên hải hạm chỉ còn lại có Dương Diệp cùng mấy người Vân Bán Thanh. Tần Tam Vọng cùng đám người lão giả áo đen ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên nhấc Vân Thiên Minh đã ngất lên, sau đó một thanh dao găm để ngang yết hầu của Vân Thiên Minh, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Người đi trước, nhanh lên kiếm thần đảo, trên đảo có trận pháp, thần trí của bọn hắn căn bản không cách nào càn quét, người có thể che giấu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta tự có biện pháp. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp. Đi nhanh đi. Lúc này, một lão giả đang muốn nói cái gì, nhưng lại bị lão giả áo đen ngăn cản. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, trước hết để cho Vân Thiên Minh an toàn mới là chính yếu nhất. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, nhảy xuống hải hạm. Nhìn thấy Dương Diệp nhảy xuống hải hạm, trong mắt Vân Bán Thanh hiện lên quyết tuyệt, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Dao găm trong tay nàng cầm chặt hơn. Thả thiếu chủ. Ánh mắt của lão giả áo đen đã rơi vào trên người Vân Bán Thanh. Thả hắn. Thân sắc của Vân Bán Thanh dữ tợn, nàng mở mắt ra nhìn về phía lão giả áo đen nói. Loại tạp chủng không bằng cầm thú này để cho hắn sống làm cái gì? Thanh âm rơi xuống, tay phải Vân Bán Thanh mạnh mẽ dùng sức. Suy. Đầu của Vân Thiên Minh bị nàng cắt xuống. Nhìn thấy một màn này. Đám người lão giả áo đen cùng Tần Tam Vọng sửng sốt, 4 người đều không nghĩ tới Vân Bán Thanh sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nàng không sợ chết sao? Đầu của Vân Thiên Minh bị cắt bỏ, hai mắt Vân Bán Thanh chậm rãi đóng lại, không giết Vân Thiên Minh, nàng xác thực có thể sống sót, nhưng chỉ là sống thêm vài ngày. Mà giết Vân Thiên Minh, mặc dù nàng sẽ chết, nhưng mẫu thân cùng đệ đệ nàng ở Vân gia có thể sống. Bởi vì những lão giả này không có Vân Thiên Minh chỗ dựa. Tuyệt đối không dám đi khi nhục mẫu thân cùng đệ đệ của nàng, tuy thời gian khẳng định cũng sẽ không sống khá giả, nhưng ít ra có thể sống. Ta vẫn đoán chúng, tốt một cái nữ tử ngoài mềm trong cứng. Lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở bên tai Vân Bán Thanh, Vân Bán Thanh ngẩn người, nàng mở mắt ra, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Đúng là Dương Diệp đi mà quay lại. Ngươi chưa có chạy. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp. Vì cái gì? Dương Diệp nói giỡn. Không nỡ ngươi. Vân Bán Thanh sửng sốt, đúng lúc này, lão giả áo đen đột nhiên hung dữ nói. Ngươi cái tiện tì, vậy mà giết thiếu chủ, lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Thanh âm rơi xuống, lão giả áo đen muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên duỗi tay phải ra, trong chốc lát, toàn bộ tay phải của hắn bị vô số long lân màu đỏ rực bao trùm, sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt. Két sát. Không gian chung quanh mọi người trực tiếp rạn nứt ra. Coi chừng. Một bên, Tần Tam Vọng hoảng hốt, vội vàng quát. Mà lúc này, tay phải Dương Diệp co rụt lại sau đó mạnh mẽ oanh ra. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng như vỡ đê từ trên nắm tay Dương Diệp bừng lên, lão giả áo đen đứng mũi chịu sào, bên trong một tiếng hét thảm, lão giả áo đen bay ngược ra ngoài, mà 3 người Tần Tam Vọng cũng bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Thời điểm mấy người này phục hồi tinh thần lại, trên hải hạm đã không có thân ảnh của Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Bọn người Tần Tam Vọng sửng sốt hồi lâu, trong mắt mấy người đều có một tia kinh hãi, cái lực lượng này, quá mức khủng bố. Giống như là yêu thú đế cấp phát ra. Hắn là ai? Bên cạnh Tần Tam Vọng, một lão giả hỏi, trong thanh âm y nguyên mang theo khiếp sợ. Tần Tam Vọng lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình. Lúc này bàn tay của hắn đang run rẩy, vừa rồi hắn là dùng bàn tay này phòng ngự. Mặc kệ hắn là ai, hắn phải chết. Đúng lúc này,
lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Tần Tam Vọng, khóe miệng đang chảy ra vết máu đỏ thẫm. Không giết hắn, còn có mang tiện tỳ kia về, chúng ta đều chịu không nổi. Lão giả áo đen nói xong, nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Tần huynh, thiếu chủ chết, người cũng có trách nhiệm, tính tình của chủ mẫu, người cũng hiểu rõ. Nói xong, thân hình đám người lão giả áo đen khẽ động, biến mất ở xa xa. Tần Tam Vọng nhíu mày, do dự một cái chớp mắt, thân hình hắn cũng khẽ động, biến mất ở xa xa. Trên kiếm thần đảo, Dương Diệp ôm Vân Bán Thanh một đường chạy như điên, ánh mắt của hắn không ngừng dò xét, ở phía xa, đều là đại sơn cao vút trong mây. Như Vân Bán Thanh nói, trên kiếm thần đảo tràn đầy kiếm ý lăng lệ ác liệt, những kiếm ý này tuy yếu hơn ở Vẫn Thần Sơn, nhưng cũng không thể khinh thường. Di chỉ kiếm thần cung ở nơi nào? Dương Diệp hỏi. Cái đảo này lớn như vậy, nếu như không có mục tiêu, muốn tìm được di chỉ kiếm thần cung, chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Bởi vì nơi này thực không cách nào thi triển thần thức, không phải vì kiếm ý, mà là trên đảo này có trận pháp. Không biết. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp nao nao, hắn cúi đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh trong ngực, Vân Bán Thanh nhìn hắn một cái nói. Ta chưa tới qua. Được rồi. Dương Diệp lắc đầu cười cười, đúng lúc này, sắc mặt hắn biến hóa, cứ thế mà ngừng lại, hắn vừa dừng lại, một bóng đen đột nhiên từ trong rừng rậm lao ra, sau đó đánh thẳng đến hắn. Tay trái Dương Diệp vòng qua eo của Vân Bán Thanh, tay phải đấm ra một quyền. Oanh, hắc ảnh kia kêu rên, sau đó bay ngược ra ngoài. Dương Diệp nhìn tay phải của mình, ở trên tay hắn, thậm chí có vài lỗ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bóng đen này là một yêu thú bán đế cấp, yêu thú hình như hổ, toàn thân mọc gai bén nhọn, đặc biệt là tứ chi, móng vuốt dài khoảng chừng mấy chục cm, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hổ nha kiếm. Vân Bán Thanh nói. Coi chừng những yêu thú này, có thể sống ở trên đảo này, đều trải qua luật rừng tàn khốc đào thải. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Mặc dù hổ nha kiếm này chỉ là bán đế, nhưng thực lực quả thật làm cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn, phải biết, hiện tại thân thể của hắn có thể so với yêu thú đế cấp. Hổ nha kiếm nhìn Dương Diệp, mắt lộ ra hung quang, nhưng lại không dám lên trước. Dương Diệp nhìn thoáng qua hổ nha kiếm, sau đó hướng lao đi, mà đúng lúc này, hổ nha kiếm kia đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó vội vàng chạy tới Dương Diệp. Thấy thế, Dương Diệp ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía hổ nha kiếm kia, trong mắt hàn mang chợt lóe, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh, toàn bộ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã trước mặt hổ nha kiếm, một quyền oanh lên đầu đối phương. Bành! Hổ nha kiếm kêu rên một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, nhưng trong lòng thì run sợ. Cái lực lượng thân thể này... Nàng có chút hoài nghi Dương Diệp có phải là người hay không rồi. Một quyền đánh bay hổ nha kiếm, Dương Diệp đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, xê nhưng lúc này, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi, sau đó thân hình khẽ động, lui về sau trăm trượng. Lúc này, ở chung quanh hắn xuất hiện gần 100 con hổ nha kiếm, mà trong đó còn có một hổ nha kiếm màu vàng này là đế cấp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Vân Bán Thanh chìm xuống. Dương Diệp cũng nhíu mày, không thể dùng kiếm ý cùng kiếm, những yêu thú này với hắn mà nói, có chút phiền toái. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên huyền khí truyền âm. Bắt giặc trước bắt vua. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức rơi vào trên người hổ nha kiếm màu vàng, sau một khắc, chân phải hắn mạnh mẽ đạp lên mặt đất, mượn nhờ mặt đất truyền đến trợ lực, cả người bắn ra, lập tức đến trước mặt hổ nha kiếm màu vàng, sau đó một quyền oanh tới hổ nha kiếm. Thấy Dương Diệp vậy mà xuất thủ với nó, con hổ nha kiếm màu vàng kia hét giận dữ, hóa thành một đạo kim quang đụng tới nắm đấm của Dương Diệp. Oanh! Dương Diệp bị chấn ra hơn trăm trượng, hổ nha kiếm màu vàng cũng bị chấn lui hơn trăm trượng. Dương Diệp trừng mắt nhìn, hắn nhìn nắm đấm của mình, ở trên nắm tay, nắm đấm vốn đã bị tử khí chữa trị hiện tại lại thêm vài lỗ máu màu đỏ. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Thân thể của nó thật mạnh. Người càng mạnh hơn nữa. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, lão thiên, nàng chưa bao giờ thấy qua một nhân loại có thể cùng yêu thú đế cấp đối oanh, lại không rơi vào thế hạ phong chút nào. Giống. Lúc này, hổ nha kiếm ở xa xa đột nhiên hét giận dữ, sau đó thân hình khẽ động,
hóa thành một đạo kim quang lao về phía Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp khẽ nhúc nhích, hỏa long chiến quyền bao trùm lên tay của hắn, sau đó nắm tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt, mạnh mẽ oanh ra một quyền. Oanh! Dương Diệp rút lui chừng 50 trượng, mà hổ nha kiếm màu vàng thì bị chấn bay hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn hỏa long chiến quyền của mình, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, cái đồ chơi này rất không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hổ nha kiếm màu vàng, lúc này nó cũng đang nhìn hắn, một người một thú ánh mắt vừa tiếp xúc, cả hai đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hẳn là tộc đàn của nó gặp phải nguy hiểm. Dương Diệp nói, vừa rồi vì cái gì chúng công kích chúng ta? Hẳn là chúng ta xâm nhập địa bàn của bọn nó, người cũng biết, yêu thú có quan niệm địa vực rất mạnh, không có trải qua bọn nó cho phép tiến vào địa bàn của bọn nó, đều bị xem là địch nhân. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, người trước kia lên đảo, khẳng định giết qua không ít yêu thú, cho nên bọn nó rất căm thù nhân loại. Vân Bán Thanh nói, nhân yêu khó có thể cùng tồn tại a. Dương Diệp lắc đầu, kỳ thật hắn đối với yêu thú thật sự không có ác cảm gì. Bất quá không có biện pháp, hắn đối với yêu thú không có ác cảm, không có nghĩa là yêu thú đối với hắn không có ác cảm. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp muốn khởi hành, nhưng đúng lúc này, lão giả áo đen của Vân gia đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Lão giả áo đen kia nhìn thấy Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh lập tức sững sờ, sau đó thần sắc dữ tợn lên. Tìm được ngươi rồi. Dương Diệp nguyên bản muốn chạy trốn, bởi vì chỉ bằng vào thân thể, hắn rất khó có thể chống lại bốn gã đế giả, bất quá rất nhanh, hắn phát hiện chỉ có lão giả áo đen. Hắn nhìn lướt qua bốn phía nói. Mấy đồng bạn của ngươi đâu? Bọn hắn hẳn là tách ra tìm chúng ta. Vân Bán Thanh nói khẽ. Dương Diệp trừng mắt, quay đầu nhìn về phía lão giả áo đen, kinh ngạc nói. Một mình ngươi cũng dám đến. Đối phó ngươi, ta một người là đủ. Lão giả áo đen nhíu mày, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thì âm thầm đề phòng. Có thể đạt tới đế giả, sẽ không có ai ngu xuẩn. Trước kia một quyền của Dương Diệp, đã đủ để cho hắn coi trọng. Bất quá hắn không sợ, bởi vì tuy hắn cảm thụ không đến cảnh giới của Dương Diệp, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp tối đa chỉ là bán đế. Đế giả đối mặt bán đế, hắn cần sợ hãi sao? Sau khi xác nhận lão giả áo đen chỉ là một người, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, nếu như đối phương là bốn người cùng đi, có lẽ hắn sẽ kiêng kỵ, dù sao hiện tại hắn không thể thi triển kiếm ý. Nhưng một người, dáng tươi cười của Dương Diệp dần dần mở rộng, hắn cũng không nói nhảm, để Vân Bản Thanh trên mặt đất, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, lão giả áo đen kia nhíu mày, trong mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng, người trong nghề vừa ra tay đã biết môn đạo, tốc độ này của Dương Diệp. Lại để cho hắn ngoài ý muốn. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm của Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, cảm thụ được trong nắm đấm ẩn chứa lực lượng khủng bố, hắn không dám khinh thường, song trưởng điệp ra, sau đó mạnh mẽ ấn tới Dương Diệp. Bành! Quyền trưởng chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, hai tay lão giả áo đen run lên kịch liệt, sau đó bị chấn lui mấy trăm trượng. Nhưng hắn còn chưa dừng lại, Dương Diệp lại như quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó Dương Diệp giơ chân lên đá ngang. Một cước này, nhanh như điện, nặng như núi. Bởi vì quá nhanh, lão giả áo đen căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể dùng trưởng chụp về phía một chân kia của Dương Diệp. Bành! Bàn tay của lão giả áo đen vừa vỗ vào trên chân Dương Diệp, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, bởi vì hắn cảm giác tay mình như vỗ vào kim cương cứng rắn, cả cánh tay tê dần, sau đó cả người hắn lại bị đánh bay. Nhưng Dương Diệp lấn thân lên, quyền cước như mưa. Áp chế. Tuyệt đối áp chế. Vân Bán Thanh ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, nàng không nghĩ tới, một vị đế giả, vậy mà sẽ bị một bán đế đánh không hề có lực hoàn thủ. Dương Diệp có kiếm vực che giấu khí tức, bởi vậy bất kể là lão giả áo đen hay Vân Bán Thanh, đều cho rằng Dương Diệp là bán đế. Sở dĩ không có cho rằng hắn là đế giả, là vì trên người Dương Diệp căn bản không có khí thế đế giả. Hơn nữa Dương Diệp quá trẻ tuổi. Trên đời này có lẽ có đế giả trẻ như vậy, nhưng loại sinh vật này cực kỳ hiếm có, ngàn năm khó gặp. Chỉ là hai người đều đoán sai, Dương Diệp không phải bán đế, chỉ là một vị thánh giả trung cấp. Bành bành bành. Trong tràng, vang lên từng tiếng nổ vang, lão giả áo đen liên tiếp bại lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ.
mà Dương Diệp lại càng đánh càng mạnh, một quyền so với một quyền sắc bén. Có thể nói, cận thân vật lộn, Dương Diệp chỉ gặp được một người có thể so sánh với hắn, cái kia chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh cận thân vật lộn, có thể nói ngay cả hắn cũng kiêng kỵ, bởi vì ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh quá kinh khủng, nàng vĩnh viễn biết rõ chiêu tiếp theo của ngươi là cái gì. Trừ An Nam Tĩnh, có rất ít người có thể cùng hắn cận thân vật lộn. Oanh! Đột nhiên, lão giả áo đen một cái không chú ý, bị Dương Diệp oanh lên bụng, lập tức phun ra một ngụm máu, sau đó cả người cong như tôm bay ngược ra. Bất quá thân thể của hắn vừa bay lên, đã bị Dương Diệp thò tay bắt được chân, sau đó Dương Diệp mạnh mẽ đập hắn xuống mặt đất. Bành! Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt, lão giả áo đen lần nữa phun ra một ngụm máu, nhưng còn không có chấm dứt, Dương Diệp cầm lấy chân của hắn nhấc lên, sau đó mãnh liệt nện. Bành bành bành! Mặt đất không ngừng rung động. Ước chừng qua mười mấy tức, Dương Diệp mới dừng lại, mà lúc này, lão giả áo đen đã hấp hối. Lúc này lão giả áo đen chỉ có mắt còn động, hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy oán độc. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý hắn, cong ngón búng ra, một tia kình khí chui vào mi tâm lão giả áo đen, rất nhanh, trong mắt lão giả áo đen không còn sắc thái, vô số linh khí từ trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra. Lúc này, Tiểu Bạch vốn trốn đi ngủ lại xông ra, nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi vào trên người lão giả áo đen, sau đó há mồm khẽ hấp. Sau khi hấp thu toàn bộ linh khí, nàng vỗ vỗ bụng mình, sau đó rơi vào trên bờ vai Dương Diệp, hai móng ôm cổ Dương Diệp, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở. Dương Diệp nhẹ nhàng cọ đầu vào người Tiểu Bạch, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía thi thể của lão giả áo đen, trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn nắm đấm của mình nói. Thân thể mình vẫn quá yếu a. Giết một đế giả, dùng thời gian lâu như vậy, hắn rất không hài lòng. Một bên, Vân Bán Thanh nghe Dương Diệp nói, ánh mắt lập tức cổ quái, có cần đả kích người như vậy hay không? Dương Diệp khẽ vẫy tay, không gian giới chỉ trên tay lão giả áo đen lập tức bay đến trong tay hắn, nhìn lướt qua, Dương Diệp lắc đầu, trong đó tử tinh thạch vậy mà chỉ không đến 3000, còn lại một ít thượng vàng hạ cám. Cũng chỉ có một thanh dao găm chuẩn đế cấp coi như miễn miễn cưỡng cưỡng, còn lại ở trong mắt hắn xem ra, đều là rác rưởi. Lắc đầu, Dương Diệp vung tay, thu thi thể lão giả áo đen vào, sau đó đi tới bên cạnh Vân Bán Thanh, đang muốn ôm Vân Bán Thanh, nhưng Vân Bán Thanh lại lui một bước nói. Ta có thể đi. Dương Diệp nao nao, sau đó nhẹ gật đầu nói. Đi thôi. Nhưng đúng lúc này, lông mày hắn lại đột nhiên nhíu một cái. Hắn nhìn thoáng qua phía sau, sau đó trực tiếp thò tay ôm lấy eo của Vân Bán Thanh, thân hình khẽ động, biến mất ở trong rừng rậm xa xa. Sau khi Dương Diệp ly khai không lâu, Tần Tam Vọng cùng hai gã đế giả khác của Vân gia xuất hiện. Tần Tam Vọng nhìn lướt qua, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta đã tới muộn. Nghe vậy, hai Vân gia đế giả ở bên cạnh Tần Tam Vọng sắc mặt khó coi, tên đế giả bên trái trầm giọng nói. Theo Mạc Huynh phát ra tín hiệu cầu cứu đến chúng ta tới đây, cũng không quá đáng mấy chục tức mà thôi, là ai có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh chết Mạc Huynh? Có phải là nam tử kia hay không? Tên đế giả bên phải đột nhiên nói. Nghe vậy, Tần Tam Vọng cùng tên đế giả bên trái hai mắt đều híp lại. Trầm mặc hồi lâu, Tần Tam Vọng nói. Trấn Khôn Huynh, Phòng Uyên Huynh, mặc kệ Mạc Huynh có phải tiểu tử kia giết chết hay không, hai người các ngươi đều phải cẩn thận. Tiểu tử kia không phải người bình thường. Có thể dùng tu vi bán đế đánh chết đế giả, trên đời này tuy ít, nhưng vẫn là có. Đừng nói bán đế giết đế giả, ngay cả thánh giả giết đế giả cũng có, Kiếm Minh Minh chủ Dương Diệp các ngươi có lẽ cũng nghe qua. Dương Diệp, nghe được hai chữ này, sắc mặt của Trấn Khôn cùng Phong Uyên đều biến đổi. Nếu như nói Minh Ngục Đại Lục đệ nhất thiên tài là ai, như vậy không hề nghi ngờ, là Dương Diệp, cái thứ nhất này. Cũng không phải chỉ ở bên ngoài Minh Ngục Đại Lục, còn kể cả ấn vực. Thánh giả cảnh miểu sát đế giả, thánh giả cảnh độc kháng 10 vị đế giả mà không rơi vào thế hạ phong, phần chiến tích này, cũng chỉ có Kiếm Vô Cực có thể so. Tuy hai người bọn họ là đế giả, nhưng nếu như gặp được Kiếm Minh Dương Diệp, hai người bọn họ sẽ không chút do dự bỏ chạy. Mất mặt sao? Không, không có người sẽ cảm thấy bọn hắn mất mặt, loại yêu nghiệt này, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Lúc này Tần Tam Vọng nói, yên tâm đi, dù Dương Diệp kia lại yêu nghiệt, hắn cũng không dám tới Kiếm Thần Hải Vực.
Hai người Trấn Khôn nhẹ gật đầu, kiếm thần hải vực là cấm địa kiếm tu, Dương Diệp tuy mạnh, nhưng hắn có thể mạnh hơn vị cường giả lúc trước có thể dùng sức một mình diệt kiếm thần cung sao? Hiện tại, ba người chúng ta đừng tách ra. Tần Tam Vọng nhìn trong chàng nói. Lần này trong đám người tới, cường giả không ít, hơn nữa trên kiếm thần đảo nguy hiểm cũng không ít, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tần Huynh, ngươi không trở lại hải hạm. Trấn Khôn nhìn về phía Tần Tam Vọng hỏi. Hải hạm có người trông coi rồi. Tần Tam Vọng ngẩng đầu nhìn xa xa nói. Nhập Bảo Sơn, sao có thể tay không mà quay về? Hơn nữa, tiểu tử kia bỏ qua quy củ của Vọng Hải Thành ta, cứ như vậy để cho hắn đào tẩu, Vọng Hải Thành ta chẳng phải không còn uy tín. Còn nữa, hắn ở trước mặt ta giết nhi tử của tiểu thư, nếu như không bắt hắn, bên tiểu thư, ta cũng không cách nào bàn giao. Nói xong, Tần Tam Vọng phất phất tay nói. Đi thôi, ta tin tưởng, chúng ta sẽ cùng hắn chạm mặt. Nói xong, ba người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi đám người Tần Tam Vọng ly khai không lâu, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh lại xuất hiện. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Ngươi che giấu khí tức thật mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, mang chúng ta đi tìm bảo bối. Tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng gãi gãi cổ của Dương Diệp, còn chưa có tỉnh. Dương Diệp bế nàng lên, sau đó nhẹ véo cái mũi của nàng nói. Nói cho ta biết ở đâu có bảo bối trước lại ngủ. Tiểu Bạch mở ra con mắt nhập nhèm nhìn Dương Diệp một cái, trong mắt có một tia u oán. Trong nội tâm Dương Diệp không nỡ, hắn hôn Tiểu Bạch một cái nói. Ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta nên đi đâu, sau đó ngươi lại ngủ có được không? Tiểu Bạch chỉ cái mũi của mình, Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó lại hôn Tiểu Bạch một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch giống như táo đỏ. Vân Bán Thanh ở một bên nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong mắt vẻ yêu thích không chút nào che giấu. Tiểu Gia Hỏa hít hít, sau một lúc lâu, Tiểu Trảo chỉ xa xa, mà theo tay nàng, sắc mặt của Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh lại khó coi, không liên quan sự tình Tiểu Bạch, mà ở trong rừng rậm, đột nhiên chui ra rất nhiều hổ nha kiếm, khoảng chừng hơn 100 con, mà thủ lĩnh, vẫn là con hổ nha kiếm màu vàng trước kia, bất quá lúc này đây, ở bên cạnh nó lại thêm một con hổ nha kiếm màu vàng. Hai hổ nha kiếm đế cấp, hơn 100 hổ nha kiếm bán đế cấp. Hình như chúng lại nhắm vào chúng ta. Dương Diệp nói. Chứng kiến chính giữa hai con hổ nha kiếm màu vàng, cái con hổ nha kiếm kia chưa? Vân Bán Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn lại, lập tức sững sờ, bởi vì con hổ nha kiếm kia đúng là hắn đụng phải. Bất quá lúc này bộ dáng của hổ nha kiếm có chút khó coi, bởi vì đầu của đối phương bị hắn đánh biến hình rồi. Con hổ nha kiếm này hẳn là nhi tử của hổ vương. Vân Bán Thanh nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại, đây mới thực là đánh tiểu nhân đến lão nhân A. Không do dự, Dương Diệp thò tay ôm eo Vân Bán Thanh bỏ chạy. Đám hổ nha kiếm kia chu lên, đuổi theo Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của hổ nha kiếm cực kỳ nhanh, dưới tình huống không ngự kiếm, tốc độ của hắn cũng chỉ nhanh hơn những hổ nha kiếm này một chút như. Kỳ thật nếu như có thể thu phục những hổ nha kiếm này, lại để cho bọn họ cùng nhân loại tạo thành một chi quân đoàn, khẳng định rất cường đại. Lúc này Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Vừa dừng lại, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đã bị những hổ nha kiếm kia vây lại. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người những hổ nha kiếm kia, khóe miệng nhếch lên. Những hổ nha kiếm này thấp nhất cũng là bán đế cấp, nếu như cùng cường giả nhân loại tổ hợp. Như vậy nhất định cực kỳ mạnh. Phải biết, cường giả bán đế đạt tới số lượng nhất định, là có thể uy hiếp đế giả, đặc biệt là những hổ nha kiếm này, những hổ nha kiếm này căn bản không phải yêu thú bán đế cấp bình thường. Như hắn hiện tại, tuy nhục thể của hắn có thể so với yêu thú đế cấp, nhưng nếu như những hổ nha kiếm này một loạt nhào lên, nếu như hắn không dựa vào ngoại vật, chỉ bằng vào thân thể nói, cũng chỉ có trốn phần. Kỳ thật. Hơn 20 hổ nha kiếm bán đế cấp cũng đã có thể tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, nếu như có thể dùng kiếm, toàn bộ lên hắn cũng không sợ. Trước kia thân thể của hắn cùng kiếm đạo không sai biệt lắm, nhưng hiện tại, đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh, kiếm đạo của hắn đã viễn siêu thân thể. Mà hiện tại thân thể của hắn là thần biến cảnh, đã có chút không đủ dùng. Nhìn thấy Dương Diệp dừng lại, Vân Bán Thanh ngẩn người nói. Ngươi muốn thu phục những hổ nha kiếm này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia cuồng nhiệt,
những hố nha kiếm này hiện tại chiến lực cũng đã mạnh cực kỳ, nếu như bồi dưỡng đến đế cấp, đây tuyệt đối là một chi quân đoàn khủng bố. Việc này, về sau lại nói, hiện tại trước trốn a. Vân Bán Thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này những hổ nha kiếm kia đều nhìn hằm hằm hắn, không ngừng cọ sát lấy hàm răng. Khóe miệng Dương Diệp run rẩy, hắn vừa mới nghe Vân Bán Thanh nói, thoáng một phát để cho suy nghĩ của mình bay đến bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng lại quên hiện tại hắn căn bản không cách nào chống lại những hổ nha kiếm này. Hai đế cấp, hơn 100 bán đế cấp. Dù có kiếm cũng hơi quá sức. Yêu thú đế cấp này cũng không phải đế giả nhân loại bình thường, nếu như có thể phá phòng thủ còn may, nhưng nếu như phá không được, vậy thì rất phiền toái. Về phần thu phục chiếm được, hắn cũng không nhận ra hắn có bá vương khí, chỉ cần vẫy tay chào hỏi, những hổ nha kiếm này sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thần phục. Yêu thú tính tình đều vô cùng bướng bỉnh, dù thực lực ngươi cao hơn chúng rất nhiều, chúng cũng không nhất định sẽ thần phục ngươi. Sau khi nhận rõ sự thật, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, bắt đầu chuẩn bị đường trốn. Mà lúc này, hổ nha kiếm màu vàng cầm đầu đột nhiên phát ra một tiếng gầm, sau đó hơn 100 hổ nha kiếm ngay ngắn chu lên, vọt tới Dương Diệp. Hơn 100 bán đế cấp hổ nha kiếm cùng sông, cổ khí thế kia, so với 10 cường giả đế giả cảnh còn muốn khủng bố. Những hổ nha kiếm này, quả thật không tệ a. Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lên. Oanh! Một cỗ khí thế từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức cản trở khí thế của những hổ nha kiếm kia. Sau một khắc, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cả người bắn mạnh tới hổ nha kiếm màu vàng cầm đầu. Giống. Thấy Dương Diệp vọt tới mình, trong mắt hổ nha kiếm màu vàng hiện lên lệ khí, thả người nhảy lên, đụng tới Dương Diệp. Oanh. Dương Diệp oanh lên đầu hổ nha kiếm màu vàng, toàn bộ không gian chung quanh kích động kịch liệt. Hổ nha kiếm màu vàng bị chấn bay mấy trăm trượng, Dương Diệp cũng bị đánh bay ra ngoài, bất quá vừa mới bay ra ngoài hắn liền ngừng lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía hổ nha kiếm màu vàng nói. Đợi đó, ta sẽ tới tìm ngươi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người, thân hình khẽ động, biến mất khỏi tầm mắt chúng hổ nha kiếm. Những hổ nha kiếm kia muốn truy, bất quá đúng lúc này, hổ nha kiếm màu vàng phát ra một tiếng gào thét, những hổ nha kiếm kia lập tức ngừng lại. Nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi hồi lâu, hổ nha kiếm màu vàng quay người rời đi, những hổ nha kiếm còn lại lập tức đi theo. Dương Diệp mang theo Vân Bán Thanh một đường chạy gấp, hiện tại hắn rốt cuộc biết kiếm thần đảo nguy hiểm là gì rồi. Bởi vì nơi này không cách nào dùng thần thức, mà trên đảo yêu thú lại nhiều, không chừng ngươi sẽ chạy đến ổ của yêu thú. Tốc độ của nhân loại, nhất định là kém yêu thú có bốn chân a. Ngươi thật sự muốn thu phục những hổ nha kiếm kia. Lúc này, Vân Bán Thanh ở trong ngực Dương Diệp lại hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn xác thực có ý nghĩ này, nhưng hắn biết rõ, cái này có chút khó khăn. Yêu thú cao ngạo, hắn là cực kỳ tinh tường, muốn thần phục nhân loại bọn hắn, khó. Có một biện pháp, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Biện pháp gì? Vân Bán Thanh nói. Ngươi biết vì cái gì trên kiếm thần đảo này có yêu thú không? Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh nói. Những yêu thú trên đảo này, thật ra là năm đó kiếm thần cung nuôi, dùng để làm cái gì? Trong đó đại bộ phận chỉ dùng để lịch luyện đệ tử kiếm thần cung, nhưng cũng có một ít là yêu thú hộ tông của kiếm thần cung. Chỉ có điều lúc kia, những yêu thú này đều rất ít, hiện tại sở dĩ nhiều như vậy, mạnh như vậy, là vì kiếm thần cung vẫn lạc. Không có người quản chế, bởi vậy bọn nó sinh sôi nảy nở vô hạn, sau đó lại tranh đấu lẫn nhau, loại tình huống này, số lượng của bọn nó ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh, ra hiệu nàng nói tiếp. Vân Bán Thanh tiếp tục nói. Nếu như ngươi muốn thu phục bọn nó, nhất định phải đạt được kiếm thần ấn, tín vật của kiếm thần cung cung chủ, bọn hắn nhận thức kiếm thần ấn, nếu như ngươi đạt được kiếm thần ấn, ngươi không những thu phục được những hổ nha kiếm này. Toàn bộ yêu thú trên kiếm thần đảo đều nghe mệnh lệnh của ngươi. Kiếm thần ấn. Dương Diệp nhíu mày, lần này tới di chỉ kiếm thần cung, đây cũng là mục đích của hắn, có thể tăng phúc kiếm ý cùng kiếm khí, trong đó còn có trận pháp cường đại, thứ này, vừa vặn thích hợp hắn. Kỳ thật ẩn vực có rất nhiều thế gia cùng tông môn đều phái người tới đây, mục đích của bọn hắn cũng là kiếm thần ấn, nhưng không có người đạt được. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nói.
ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn, xa xa là sơn mạch cao vút trong mây, một tòa đón lấy một tòa, một mực đến cuối tầm mắt. Ở trong đó, ẩn tàng không biết bao nhiêu yêu thú cường đại, nếu như đều có thể thu phục. Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn xa xa nói. Kỳ thật, rất nhiều người căn bản còn chưa tới kiếm thần cung, cũng đã chết ở trong phiến sơn mạch này. Nếu như không phải ngươi, ta khẳng định cũng sẽ chết ở trong sơn mạch. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Bất kể như thế nào, đa tạ. Dương Diệp sờ lên mũi nói. Vân cô nương, ta không phải một người ưa thích quanh co lòng vòng. Nói thực ra, trước kia xuất thủ, là bởi vì chúng ta quen biết một hồi, việc thấy chết mà không cứu này, ta làm không được. Bất quá, ta cũng có một mục đích. Nói đi. Vân Bán Thanh giống như đã sớm đoán được, nên không kinh ngạc. Dương Diệp nói. Ta đã thành lập một tiểu thế lực, đang cần loại người như Vân cô nương quản lý, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Kiếm minh sẽ càng lúc càng lớn, tuy năng lực của Dã Lưu Vân không tệ, nhưng cuối cùng là có hạn, hơn nữa nàng một người, quả thực quá mệt mỏi. Còn có, kiếm minh hắn là làm thật, mà không phải chơi đùa. Vân Bán Thanh trầm mặc. Dương Diệp nói. Nếu như ngươi không muốn, cũng không sao cả, ta sẽ không cưỡng cầu. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu nói. Mẫu thân cùng đệ đệ của ta ở ẩn vực. Đợi ly khai nơi đây, ta cùng ngươi đi tiếp hai người bọn họ ra, như thế nào? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Ngươi, ta nói được thì làm được. Dương Diệp nói. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, Vân Bán Thanh nói. Đa tạ. Dương Diệp cười cười, hắn vỗ vỗ trước ngực, tiểu bạch xông ra. Nhìn con mắt tiểu bạch chuyển động, Dương Diệp tắc đầu cười cười, tiểu bạch này lá gan vẫn trước sau như một, chỉ cần là đánh nhau, nàng sẽ lập tức ấn núp đi. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu bạch, Dương Diệp nói. Bây giờ chúng ta chạy đi đâu? Tiểu bạch mở to mắt, cái mũi nhẹ nhàng hít hít, sau đó tiểu chảo chỉ xa xa. Dương Diệp thò tay ôm tấy Vân Bán Thanh, thân hình khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ. Hắn lấy chỗ tiểu bạch nói, chỉ chốc lát, hai người tới một hạp gốc, tiểu bạch chỉ một vách núi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ngây dại. Ở trên vách núi đá, có một gốc cây, trên cây kết đầy trái cây màu vàng, cái trái cây này, hắn rất quen thuộc, còn nếm qua kim cương quả. Kim cương quả thành thục. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh thất thanh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia hưng phấn. Những kim cương quả này so với lúc trước hắn ăn còn muốn lớn hơn. Mà ở trên cây, chỉ ít có hơn 300 quả. Hơn 300 trái kim cương quả. Dương Diệp muốn động thủ thu những kim cương quả này, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía xa xa, ở xa xa, chẳng biết úc nào xuất hiện một lão giả hoa bào. Cường giả đế giả cảnh. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì, kiến thức được thực lực Dương Diệp. Đừng nói đến một đế giả, dù đến ba tên đế giả, nàng cũng không sợ rồi. Lão giả hoa bào không có để ý Dương Diệp, mà ngẩng đầu nhìn về phía kim cương quả nói. Kim cương quả, thứ tốt a, cầm lấy đi bán cho hải yêu tộc, ít nhất giá trị mấy chục vạn tử tinh thạch. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Trước kia ở trên hải hạm, ta đã thấy các ngươi, không nghĩ tới hai người các ngươi còn có thể từ trong tay những người kia sống sót. Xem ra có chút thực lực. Nói xong, hắn chỉ kim cương quả nói. Gặp người có phần, chúng ta chia đều. Nhưng Dương Diệp lại vội vàng lắc đầu nói. Thực lực phi tôn, những cái này đều là của tiền bối, vãn bối không dám nhận, ân, đều là của tiền bối cứ cầm lấy đi. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp một cái nói. Rất hiểu chuyện, vậy thì lưu ngươi một mạng. Đa tạ tiền bối. Nói xong, Dương Diệp ôm chặt Vân Bán Thanh, sau đó thối lui về sau. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp một cái, không do dự, thân hình khẽ động, lao về phía kim cương quả thụ. Dương Diệp không có đánh lén lão giả hoa bào, mà ôm Vân Bán Thanh quay người bỏ chạy. A! À, sau khi chạy ra mấy trăm trượng, ở phía sau hai người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia đúng là của lão giả hoa bào. Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lại phát hiện thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Vân Bán Thanh dùng mình, nàng quay đầu nhìn lại,
không biết nàng nhìn thấy gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó ôm lấy Dương Diệp. Về phần Tiểu Bạch, thì bị sợ choáng luôn. Dương Diệp vừa chạy vừa vỗ ngực của mình nói. Cùng kỳ, con bà nó chứ mau ra đây cứu giá a. Đại địa đang run rẩy. Tốc độ của Dương Diệp tăng lên tới cực hạn, lúc này hắn hận không thể mình sinh nhiều hai cái đùi. Ở sau lưng Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh, là một cự viên có thể so với Đại Sơn, ở trước mặt cự viên, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh, tựa như hai con kiến. Lúc này, cự viên đang đuổi theo Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh, tuy hình thể của nó cực lớn, nhưng tốc độ tuyệt không chậm. Nó mỗi bước ra một bước, toàn bộ đại địa đều run rẩy. Đương nhiên, quan trọng nhất là cự viên này tu vi hư cấp. Yêu thú hư cấp. Dương Diệp chảy mồ hôi lạnh. Yêu thú hư cấp so với nhân loại hư cấp khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều, đừng nói hiện tại hắn không thể dùng kiếm, dù sử dụng kiếm cũng không nhất định thắng được đối phương. Trước kia ở trong hợp cốc, kỳ thật hắn cũng cảm giác có chút không đúng, bởi vì thần vật như kim cương quả, đối với yêu thú mà nói, tuyệt đối không cách nào cự tuyệt, nhưng ở đó lại không có yêu thú thủ hộ, cái này rất không bình thường. Cho nên trước kia lão giả đế giả cảnh xuất hiện, hắn quyết đoán lựa chọn không đi đoạt. Mà thời điểm lão giả kia xuất thủ chém giết, một cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, không có chút do dự, hắn quyết đoán lựa chọn quay người bỏ chạy. Thời điểm hắn chạy ra hạp gốc, toàn bộ mặt đất hạp gốc bắt đầu động. Cái kia ở đâu là mặt đất, kia căn bản chính là một cự viên nằm sấp, chỉ là không biết nó đến cùng nằm bao lâu, ở trên người nó có một tầng đất dày, còn có rất nhiều đá vụn với cỏ dại, để cho người nhìn nhầm đó là mặt đất. Vừa nghĩ tới trước kia mình vậy mà đứng ở trên người một yêu thú hư cấp, cho dù Dương Diệp gan rất lớn, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nó đang nhỏ đi. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên thất thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, tuy hiện tại tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, nhưng vì hình thể, nhanh nữa cũng có hạn, như nếu như đối phương nhỏ đi, tốc độ kia nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này. Một cỗ uy áp yêu thú kinh khủng đột nhiên rơi vào trên người Dương Diệp và Vân Bán Thanh, cỗ uy áp này hàng lâm, sắc mặt của Vân Bán Thanh lập tức biến thành thống khổ, mà tốc độ của Dương Diệp thì ở thời khắc này trì hoãn chậm lại. Oanh! Dương Diệp nắm chặt tay, một cỗ khí thế phóng lên trời, bất quá cỗ khí thế này còn không có ngăn cản ba tức liền bị uy áp của cự viên nghiền nát. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hung ác, hắn huyền khí truyền âm cho Vân Bán Thanh. Vân cô nương! Ta đến ngăn chặn ra hỏa này, người đi rút kim cương quả thụ lên cho ta. Nói xong, hắn cũng không đợi Vân Bán Thanh hồi phục, lập tức nắm eo Vân Bán Thanh mạnh mẽ ném đi, rất nhanh, Vân Bán Thanh biến mất ở cuối tầm mắt. Sau khi Vân Bán Thanh biến mất, Dương Diệp ngừng lại, hắn vừa dừng lại, một nắm đấm màu đen liền xuất hiện ở phía sau hắn, quyền còn chưa tới, khí thế cường đại liền chấn không gian trở thành hư vô. Dương Diệp quay người mạnh mẽ oanh ra một quyền. Kết sát, cánh tay của Dương Diệp biến hình, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập vào trong lòng đất, bất quá rất nhanh hắn lại đứng lên, nhìn cánh tay của mình hoàn toàn biến hình, sắc mặt Dương Diệp khó coi, nếu như Thượng Thiên cho hắn một cơ hội, hắn sẽ thu hồi lời nói vừa rồi với Vân Bán Thanh. Ngăn chặn thằng này, kéo không nổi a. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cự viên kia biến thành một viên hầu cỡ như người, toàn thân đen kịt, hai mắt như quyền. Một đôi vượn thủ vừa dài vừa lớn, đặc biệt là cơ ngực, càng như hai ngọn núi nhỏ, tràn đầy tính chất bạo tạc. Khí tức trên người hắc vượn tản ra làm cho người tim đập nhanh. Dương Diệp lắc lắc cánh tay biến hình, hồng mông tử khí trong cơ thể vận chuyển, sau đó nhìn về phía hắc vượn nói. Ta cảm thấy đây là một hiểu lầm, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ngươi cảm thấy. Đúng lúc này, hắc vượn kia đột nhiên thả người nhảy lên. Sau đó một quyền oanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, hắn cũng không dám dùng tay của mình cùng người này ngạnh kháng. Tay trái vừa lật, một huyết thuẫn xuất hiện, sau đó hắn dùng huyết thuẫn đỉnh tới nắm đấm của hắc phượng. Bành! Quyền thuẫn chạm vào nhau, không gian chung quanh run lên kịch liệt, Dương Diệp ở sau lưng huyết thuẫn phun ra một ngụm máu, cả người bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Tuy Dương Diệp bị một quyền đánh bay, nhưng trong mắt hắc phượng lại có một tia kinh ngạc. Ở nó xem ra, một nhân loại lại có thể tiếp được nó hai quyền, điều này thật sự là có chút không bình thường. Như lão giả đế giả vừa rồi kia, một quyền cũng không tiếp được, liền bị nó nuốt sống. Mà người trước mắt này, so với lão giả vừa rồi kia cảnh giới còn thấp hơn rất nhiều. Xa xa,
Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía cánh tay trái của mình, lúc này cánh tay trái đã hoàn toàn tê dần, một chút cảm giác cũng không có. Hiện tại, hắn biết rõ thân thể mình cùng yêu thú hư cấp chênh lệch bao nhiêu rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Hắc Phượng, đánh như thế nào? Không có cách nào đánh a, có kiếm mà nói, còn có thể liều mạng, nhưng vấn đề là hiện tại không thể dùng kiếm. Sử dụng kiếm mà nói, không chừng sẽ trêu chọc ra một tồn tại còn kinh khủng hơn Hắc Phượng, khi đó mới thật là xong đời. Trốn. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng hiện tại hắn nhất định phải tranh thủ một chút thời gian cho Vân Bán Thanh. Không thể trốn, như vậy cũng chỉ có thể đánh rồi. Dương Diệp nhìn tay phải của mình, lúc này tay phải chân phải khôi phục bình thường, tay hắn hơi động một chút, quạt xếp đế cấp xuất hiện ở trong tay, sau đó tay hắn lay động, quạt xếp triển khai, một chùm tia sáng bạch sắc từ trong mặt quạt kích xạ ra. Nhưng Hắc Phượng lại không tránh không né, mặc kệ chùm tia sáng bạch sắc oanh lên ngực. Bành! Chùm tia sáng biến mất, trước ngực Hắc Phượng một chút việc cũng không có. Dương Diệp! Lúc này, Hắc Phượng đột nhiên thả người nhảy lên. Sau đó như một quả đạn pháo canh về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, tay phải cong ngón búng ra, một giọt máu tươi chui vào huyết thuẫn, máu tươi vào thuẫn, huyết thuẫn đột nhiên bộc phát ra huyết quang sáng chói, rất nhanh, một huyết màng xuất hiện ở mặt ngoài huyết thuẫn. Dương Diệp cắn răng một cái, sau đó chân phải đập mạnh mặt đất, cả người đụng tới Hắc Phượng. Trên không trung, nắm đấm của Hắc Phượng xuất kích, oanh lên huyết thuẫn của Dương Diệp. Oanh! Âm thanh kinh thiên vang vọng, huyết màng ở trên huyết thuẫn vỡ vụn, sau đó Dương Diệp cả người mang thuẫn bay ra ngoài. Lúc này Hắc Phượng không có dừng tay, mà lao theo, một quyền oanh tới Dương Diệp. Xa xa, nhìn thấy Hắc Phượng vọt tới, Dương Diệp biến sắc, cổ tay hắn khẽ động, quạt xếp thu vào, sau đó mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, không gian chung quanh hắn rạn nứt ra. Sau một khắc, một quyền của Dương Diệp oanh tới Hắc Phượng. Oanh! Dương Diệp lại bị đánh bay. Bất quá lúc này đây, Hắc Phượng cũng bị chấn lùi lại 10 trượng. Sau khi Dương Diệp dừng lại, cảm giác cả người mình không tốt rồi. Toàn thân run lên, đầu còn có chút mê muội, đặc biệt là cánh tay, lúc này hắn đã cảm giác không thấy cánh tay của mình rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Phượng, ngay cả lực lượng giới hạn cũng không thể làm bị thương thằng này, cái này còn đánh thế nào? Xa xa, Hắc Phượng nhìn nắm đấm của mình, lúc này đây, trong mắt nó không phải kinh ngạc. Mà là có chút chấn kinh. Một nhân loại vậy mà sử dụng lực lượng thân thể cùng nó đối oanh, còn đẩy lui nó, đây là coi rẻ lớn nhất với nó a. Nó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia hiếu kỳ, còn có một tia hung lệ. Một người một thú ánh mắt chạm vào nhau, sau một khắc, Dương Diệp gầm lên giận dữ. Lão tử liều mạng với ngươi. Thanh âm rơi xuống, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cả người như một quả đạn pháo bắn ra. Thời điểm đi vào đỉnh đầu của Hắc Phượng, một cỗ hồng mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sát ý hư vô cảnh. Sau khi sát ý hư vô cảnh xuất hiện, Dương Diệp bắt đầu áp xúc sát ý hư vô cảnh, trong chốc lát, một cổ lực lượng uy áp kinh khủng chấn Hắc Phượng kia lùi lại tầm hơn 10 trượng. Rất nhanh, một cổ lực lượng vô hình nghiền áp về phía Hắc Phượng. Hắc Phượng nhíu mày, không có trốn tránh, tay vượn chậm rãi nắm chặt, sau đó mạnh mẽ oanh tới trước mặt. Oanh! Một cổ khí lãng kinh khủng đột nhiên khuếch tán ra, Hắc Phượng bị cỗ khí tãng này chấn kiên tục lùi lại, nhưng sau một khắc, nó gần nữa oanh ra một quyền, chút ít khí lãng ở trước mặt nó bị chấn thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, thằng này thật là vô địch rồi. Lực lượng thân thể giới hạn cùng sát ý hư vô cảnh cũng không thể làm nó bị thương, cái này không có cách nào đánh a. Hắc Phượng muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Trong mắt kệ khí thoáng hiện, mạnh mẽ gầm tên giận dữ, sau đó xoay người phóng đi. Vân Bán Thanh đắc thủ rồi. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, nhìn thấy Hắc Phượng quay đầu, trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, hắn nhất định phải giúp Vân Bán Thanh tranh thủ thời gian chạy trốn. Không do dự, thân hình Dương Diệp khẽ động, vọt tới Hắc Phượng, vừa xông vừa hô. Đánh không lại bỏ chạy, ta khinh bỉ ngươi, ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Dương Diệp triển khai tốc độ cao nhất còn nhanh hơn Hắc Phượng một ít, bởi vậy hắn rất nhanh liền đuổi theo Hắc Phượng, sau đó nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ oanh tới. Lúc này Hắc Phượng dừng bước lại, quay đầu đối oanh Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng rút nắm đấm về,
sau đó hai tay khống chế huyết thuẫn ngăn cản. Bành! Huyết thuẫn run lên kịch liệt, Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Hắc phượng kia không có đi quản Dương Diệp, mà quay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại vọt tới. Cứ như vậy, một người một thú vừa đánh vừa chạy, rất nhanh, một người một thú về tới hạp cốc trước kia, mà lúc này, kim cương quả thụ trên vách núi đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Hắc phượng ngẩn người, rất nhanh, một cỗ lệ khí cùng sát ý từ trong cơ thể hắn bạo tuôn mà ra. Giống. Hắc phượng ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm truyền ra, những vách núi chung quanh bị thanh âm của nó chấn sụp xuống. Một bên, yết hầu Dương Diệp lăn lăn, hắn vốn muốn xông lên bắt đầu lui về sau, lúc này, hắc phượng kia đột nhiên quay người nhìn về phía hắn. Dương Diệp nheo mắt, sau đó nói. Cái kia, hôm nay coi như ngươi thắng, chúng ta hôm nào lại đánh. Nói xong, Dương Diệp quay người bỏ chạy. Chạy, chạy mau. Trong lòng Dương Diệp gào thét, thực lực cùng thân thể của cự viên kia, mạnh đến làm cho người tức lộn ruột, căn bản không phải hắn lúc này có thể chống lại. Dù sử dụng kiếm, hắn cũng không dám cam đoan có thể đối kháng đối phương, huống chi hiện tại hắn không thể sử dụng kiếm. Lúc này đây, Dương Diệp không dám có chút giữ lại, tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Trước kia cùng cự viên giao thủ không đến một hồi, hắn đã thiếu chút nữa tàn phế, nếu như lần này bị nó đuổi theo. Cự viên ở dưới nổi giận nhất định sẽ liều mạng, dùng tu vi của hắn hiện tại, xác định vững chắc là bị đối phương đánh chết. Hắn rất tự tin, nhưng hắn sẽ không ngốc nghếch tự đại. Thực lực không đủ còn muốn liều, đây không phải tự tin, mà là não tàn. Dương Diệp một đường chạy như điên, trong lúc này cũng có xâm nhập vào địa bàn yêu thú, nhưng những yêu thú kia không chỉ không ngăn trở hắn, trái lại vội vàng mở đường cho hắn. Dương Diệp đương nhiên là không có đãi ngộ này. Sở dĩ những yêu thú kia làm như vậy, tự nhiên là bởi vì sau cái mông Dương Diệp có con cự viên kia. Con cự viên kia còn chưa tới, khí tức cũng đã để cho đám yêu thú hồn phi phách tán. Ai dám ngăn trở Dương Diệp, chúng chỉ hy vọng Dương Diệp trốn nhanh lên, thoát đi địa bàn của bọn nó. Không có ngăn trở, Dương Diệp một đường thông suốt, hắn cũng không biết đường, dù sao ở đâu dễ trốn thì chạy tới. Bởi vì tốc độ của hắn nhanh hơn Hắc Phượng. Bởi vậy khoảng cách giữa hắn và Hắc Phượng càng kéo càng lớn. Bất quá Dương Diệp lại không có buông lỏng, bởi vì Hắc Phượng có vẻ thề không bỏ qua a. Dương Diệp tự nhiên không có quên Vân Bán Thanh, sau khi biết được tung tích của Vân Bán Thanh, hắn quấn một vòng lớn, sau khi cùng Hắc Phượng kéo ra một khoảng cách, ở trên một cổ thụ tìm được Vân Bán Thanh. Nhìn thấy Dương Diệp, Vân Bán Thanh muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại không có cho nàng thời gian nói chuyện, trực tiếp ôm eo của nàng bỏ chạy. Tuy lúc này hắn đã nhìn không tới cự viên, nhưng khí tức của đối phương lại một mực tập trung hắn, cái này để cho hắn không dám có chút lười biếng, bởi vì chỉ cần hắn dừng lại, đối phương khẳng định sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thật hắn cũng may mắn đối phương là yêu thú mà không phải nhân loại, nếu như là cường giả hư giả cảnh nhân loại, dưới tình huống hắn không sử dụng hư không toa kiếm thuật, căn bản trốn không thoát. Yêu thú về hình thể phòng ngự còn có lực lượng mạnh hơn nhân loại. Nhưng chúng cũng có khuyết điểm, là không cách nào dùng các loại huyền kỹ cùng với huyền bảo cường đại. Cũng chính bởi vì như thế, nhân loại mới có thể chống lại yêu thú. Bằng không thì, nếu như nhân loại cũng chỉ có thể dùng thân thể mà nói, sớm đã bị diệt. Cứ như vậy, Dương Diệp chạy, Hắc Phượng chạy một truy là hai ngày hai đêm, cũng may Dương Diệp có tử tinh thạch liên tục không ngừng khôi phục huyền khí, bằng không thì sớm đã bị Hắc Phượng xé nát. Ở ngày thứ ba, hai người Dương Diệp trốn ra sơn mạch, ở trước mặt bọn họ, là sa mạc mênh mông. Dương Diệp vốn muốn tiếp tục chui vào sơn mạch, bởi vì có chướng ngại vật, dễ ẩn nấp, nhưng Vân Bán Thanh lại để cho hắn xâm nhập sa mạc. Dương Diệp do dự, cuối cùng quyết định nghe Vân Bán Thanh, không có dừng lại, chạy như điên vào sa mạc. Một mực chạy đi, chúng ta có thể đến kiếm thần cung. Trong ngực Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói. Thật sự? Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh nói, trước kia chúng ta lên kiếm thần đảo, không nên trực tiếp xâm nhập sơn mạch, mà nên đi, đường vòng bởi vì phiến sơn mạch kia đã từng là địa phương kiếm thần cung dùng để thí luyện đệ tử, cho nên mới có nhiều yêu thú như vậy. Lộ tuyến chính xác, là đường vòng đi tới sa mạc này, bởi vì vị trí của kiếm thần cung, tựu ở chính giữa sa mạc. Nghe vậy, mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, nguyên lai hắn chạy lộn chỗ. Khó trách khắp nơi đầy yêu thú.
Bất quá cũng là sự tình không có biện pháp, khi đó có bốn gã đế giả ở phía sau truy, tiến vào sơn mạch với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì lên sơn mạch, thần thức không thể dùng, bọn hắn có thể che giấu, nếu như ở đất bằng, căn bản không có cách nào che giấu. Vân Bán Thanh lại nói, trước khi ta chuẩn bị đến kiếm thần đảo, đã điều tra tư liệu trên kiếm thần đảo. Lúc trước sau khi kiếm thần cung vẫn lạc, không biết nguyên nhân gì, chung quanh trăm vạn dặm hết thảy đồ đạc đều bị phá hủy, biến thành hoang vu, trải qua vạn năm lại biến thành sa mạc. Bây giờ chúng ta tiến vào sa mạc, vậy thì đại biểu chúng ta cách kiếm thần cung không xa. Đương nhiên, cũng không gần. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể tiến vào kiếm thần cung thì tốt rồi. Vì cái gì? Bởi vì chỉ cần có thể tiến vào kiếm thần cung, hắn có thể sử dụng kiếm. Ngoài kiếm thần cung không thể dùng kiếm, nhưng ở trong kiếm thần cung lại có thể. Dương Diệp quay đầu nhìn nhìn, mặc dù không có chứng kiến Hắc Phượt, nhưng khí tức của đối phương y nguyên vẫn tập trung hắn. Không dám khinh thường, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Người có thể giao thủ với yêu thú hư cấp. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên hỏi. Là qua mấy chiêu? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó không nói gì. Sa mạc hoang vu, liếc nhìn không tới đầu, thỉnh thoảng xuất hiện bão cát, cái này lại để cho thần sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng. Theo Vân Bán Thanh nói, những địa phương này nguyên bản không phải như thế, nói cách khác, đây là con người làm ra, người này, khẳng định là người lúc trước diệt kiếm thần cung. Có thể dùng sức một mình diệt kiếm thần cung, hơn nữa để cho chung quanh trăm vạn dặm kiếm thần cung hết thảy hóa thành cho tàn. Thực lực của người này. Bảo thủ đoán chừng, chỉ sợ sẽ không yếu hơn đế nữ, thậm chí còn mạnh hơn. Mà người này, cực kỳ cừu thị kiếm tu. Nghĩ vậy, Dương Diệp phiền muộn, đây là địch nhân trời sinh a. Bành bành bành. Đúng lúc này, Dương Diệp cảm giác toàn bộ mặt đất đang run, vô số cát vàng bị tóe lên tầm hơn 10 trượng, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Nó càng lúc càng nhanh. Vân Bán Thanh nói. Không có chướng ngại vật, cái này đối với hai người Dương Diệp cực kỳ bất lợi, nhưng đối với cự viên lại có lợi, bởi vì tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, Dương Diệp cũng không nghĩ nhiều, huyền khí trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, lần nữa gia tốc. Nhưng khoảng cách giữa hắn và cự viên lại càng ngày càng gần. Trải qua hai ngày nữa đuổi theo, cự viên đã xuất hiện ở phía sau hai người ngoài ngàn trượng, cái này để cho sắc mặt Dương Diệp âm trầm xuông. Bởi vì tiếp tục như vậy. Bọn hắn còn chưa tới kiếm thần cung sẽ bị đuổi theo. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Nơi này cách kiếm thần cung có lẽ không xa, người đi trước, ta đến cùng hắn chơi đùa. Nói xong, Dương Diệp ôm eo Vân Bán Thanh mạnh mẽ dùng sức, quăng nàng đi ra ngoài, sau đó hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía Hắc Phượt, không nói nhảm, tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, chân phải hắn mạnh mẽ đạp mặt đất, cả người mãnh liệt bắn ra. Sau đó một quyền oanh tới Hắc Phượt. Giống. Cự viên gầm lên giận dữ, thả người nhảy lên, sau đó một quyền oanh tới Dương Diệp. Bành. Hai nắm đấm vừa chạm vào nhau, cự viên lập tức bị chấn lùi lại tầm hơn 10 trượng, mà Dương Diệp thì bị chấn bay ra hơn ngàn trượng. Dương Diệp vừa dừng lại đã phun một ngụm máu, lau khóe miệng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử lập tức co rụt, sau đó một huyết thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp cả người mang thuẫn bay ra ngoài. Bất quá sau một khắc, Dương Diệp lại đột nhiên ngừng lại, cả người bắn ra. Mà lúc này, Hắc Phượng cũng thả người nhảy lên, đụng tới Dương Diệp. Thời điểm cách Hắc Phượng còn vài chục trượng, một cỗ hồng mang từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, đón lấy, một cổ lực lượng vô hình kinh khủng nghiền ép về phía Hắc Phượng. Sát ý giới hạn. Trong mắt Hắc Phượng hiện lên một vòng hung lệ, oanh ra một quyền. Oanh! Tiếng nổ vang lên, khí lãng lăng không xuất hiện ở chính giữa Dương Diệp cùng Hắc Phượng, mà lúc này, Hắc Phượng lần nữa oanh ra một quyền này, trực tiếp chấn khí lãng thành hư vô. Ngay một khắc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hắc Phượng, sau đó một quyền oanh lên lồng ngực đối phương. Bành! Hắc Phượng bị chấn liên tục lùi lại, nhưng vừa lui 10 trượng, chân phải nó đạp mạnh, cả người lập tức ngừng lại, sau một khắc, cả người nó mãnh liệt bắn ra. Lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Như trước kia vậy, một quyền oanh tới Dương Diệp. Đơn giản lại bạo lực. Dương Diệp nhíu mày, hai tay chế trụ huyết thuẫn, sau đó đánh tới Hắc Phượng. Bành! Khí huyết run lên kịch liệt, Dương Diệp cảm giác hai tay mình chập choạng,
sau đó cả người bị cổ lực lượng kia chấn lùi lại. Mà lúc này, Hắc Phượng lại thả người nhảy lên, oanh tới huyết thuẫn của Dương Diệp. Bành! Phốc! Huyết thuẫn run lên kịch liệt, một ngụm máu từ trong miệng Dương Diệp phun ra, lần nữa bay rớt ra ngoài. Mà Hắc Phượng thì không có dừng lại, lần nữa vọt tới. Cứ như vậy, trong tràng vang lên từng thanh âm nổ vang, đến cuối cùng, huyết thuẫn của Dương Diệp cũng bắt đầu rạn nứt, cái kia thật sự muốn hư mất rồi. Sau khi bị Hắc Phượng oanh mấy chục quyền, một cổ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên, sau khi cổ ý cảnh này xuất hiện, Hắc Phượng bị chấn lui gần trăm trượng. Kiếm ý niết bàn cảnh. Trong mắt Hắc Phượng hiện lên vẻ khiếp sợ, rất nhanh, không biết nó nghĩ tới điều gì, vẻ khiếp sợ biến thành hoảng sợ. Ta hôm nay, muốn róc xương lóc thịt ngươi. Dương Diệp thu huyết thuẫn vào, sau đó đi về phía Hắc Phượng, trong tay hắn, nhiều hơn một thanh ý kiếm, bất quá lúc này hai cánh tay hắn đang run, đó là trước kia bị lực lượng của Hắc Phượng chấn. Biệt khuất, cực kỳ biệt khuất. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, hắn bị Hắc Phượng đánh cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, cái này để cho hắn biệt khuất tới cực điểm. Nhìn Hắc Phượng càng đánh càng hung, hoàn toàn coi hắn là bao cát, hắn cũng không cần biết cường giả thần bí gì. Hiện tại, hắn chỉ muốn báo thù. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp, không có xuất thủ, mà không ngừng lui về sau. Ngươi sợ, sợ. Tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở bốn phía, ý kiếm trong tay không ngừng phát ra từng thanh âm kiếm minh, ngay thời điểm hắn muốn xuất thủ, đột nhiên. Tư. Một âm thanh giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua vải vóc vang vọng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện một vết rách, sau đó một ngón tay từ trong đó chui ra. Thời điểm nhìn thấy ngón tay, Hắc Phượng đột nhiên quái gọi, sau đó xoay người bỏ chạy. Nhìn ngón tay kia, Dương Diệp ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình, mờ mịt nói, ta rút kiếm rồi hả? Ta rút kiếm lúc nào a? Thời điểm cả ngón tay xuất hiện ở phía chân trời. Không gian vặn vẹo, sau đó sa mạc dưới ngón tay bắt đầu tầng tầng sụp xuống. Trong ngón tay ẩn chứa năng lượng khủng bố, làm cho toàn bộ yêu thú trên kiếm thần đảo ngoại trừ hư cấp đều nằm sấp trên mặt đất. Hủy thiên diệt địa. Cả ngón tay cho người cảm giác là hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, giống như Hắc Phượng kia, cũng quái gọi một tiếng, sau đó thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới Hắc Phượng. Lúc này đây, hắn không có ẩn giấu thực lực. Bởi vậy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo Hắc Phượng, mà ngón tay ở trên không trung cũng nhắm ngay hắn cùng với Hắc Phượng. Phát giác được một màn này, đồng tử của Hắc Phượng co lại, nó mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét. Nhân loại, cút ngay cho ta. Ngươi cũng biết nói chuyện à. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Ta đi bên này liên quan gì tới ngươi? Giống. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp gầm lên giận dữ. Một cỗ khí thế đánh tới hắn, bất quá rất nhanh đã bị kiếm ý của Dương Diệp ngăn cản. Tuy khí thế của cường giả hư cấp rất mạnh, nhưng sẽ không mạnh hơn kiếm ý niết bàn cảnh. Tránh ra! Hắc Phượng nhắm Dương Diệp oanh tới một quyền, Dương Diệp cũng không cam chịu yếu thế, một kiếm bổ tới Hắc Phượng. Keng! Một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn ra tầm hơn 10 trượng, bất quá trên nắm tay Hắc Phượng lại nhiều hơn một vết máu, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tuôn ra. Hắc Phượng không có quản Dương Diệp, mà nhanh chóng rời xa Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại như giòi trong xương, xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái này để cho sắc mặt Hắc Phượng đã dữ tợn lại khó coi. Oanh! Lúc này, ngón tay ở phía chân trời đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hắc Phượng cùng Dương Diệp. Nhân loại, cút ngay, kim cương quả kia ta không cần nữa. Sắc mặt Hắc Phượng biến thành hoảng sợ. Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng nói. Đại Hắc! Hiện tại ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là cùng ta liên thủ phá vỡ ngón tay kia, bằng không thì mọi người chúng ta cùng chết. Khi ngón tay xuất hiện, hắn biết rõ, trừ khi là kiếm linh cùng kỳ đi ra, bằng không thì hắn xác định vững chắc phải xong đời. Trong ngón tay ẩn chứa lực lượng cường đại, căn bản không phải kiếm kỹ bình thường có thể chống lại. Có thể nói như vậy, ngón tay này cho hắn một loại cảm giác như đối mặt với đế nữ. Thực lực của cường giả thần bí kia tuyệt đối còn mạnh hơn đế nữ bị thương. Lần này xông đại hỏa. Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, cổ sao cũng xuất hiện ở trên tay hắn, ý kiếm cũng đổi thành huyết kiếm. Nghe được Dương Diệp nói, Hắc Phượng giận không thể nuốt, nhìn Dương Diệp giận dữ hét. Nhân loại,
Người vô sỉ. Vô sỉ thì vô sỉ. Dương Diệp nhìn Hắc Phượng nói. Đại Hắc, người đến cùng liên thủ hay không? Không liên thủ, ta chết cũng kéo người theo. À à à à à. Hắc Phượng gào thét, mà lúc này, ngón tay kia đã đi tới trên đầu bọn hắn không đến trăm trượng, uy áp cường đại làm cho một người một thú tốc độ chậm chạp lên. Tay Dương Diệp nắm huyết kiếm chậm rãi siết lại, nếu Hắc Phượng không liên thủ, vậy hôm nay không chết cũng phải tàn phế. Nhân loại, ta sẽ giết ngươi. Hắc Phượng quay đầu nhìn Dương Diệp gầm lên giận dữ, sau đó lại nói. Liên thủ như thế nào? Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp lập tức buông lỏng, sau đó nói. Ngươi dùng một kích mạnh nhất của ngươi, chúng ta đồng loạt ra tay. Giống. Hắc Phượng hét giận dữ, sau đó thân thể nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt, so với trước còn muốn lớn hơn mấy lần, sau đó chân phải nó đạp mạnh, cả người phóng lên trời, đụng tới ngón tay. Dương Diệp cũng không chần chờ, tay phải nắm lấy huyết kiếm dán ở mi tâm, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một tia máu phóng lên trời. Lúc này đây, hắn tự nhiên không có nương tay, cũng không dám lưu thủ. Kiếm ý niết bàn cảnh, sát ý hư vô cảnh, lực lượng nhục thể, tốc độ pháp tắc, còn có táng thiên hư cấp. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực, ở dưới hắn toàn lực, lần này nhất niệm thuấn sát bản trung cực so với dĩ vãng thì mạnh hơn rất nhiều. Những nơi kiếm quang đi qua, không gian như giấy yếu ớt, trực tiếp bị xé nứt ra. Cứ như vậy, một người một thú cùng ngón tay đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ kiếm thần đảo. Mấy tức sau, ngón tay biến mất, một người một thú nằm trên mặt đất. Hình thể Hắc Phượng nhỏ đi, một cánh tay của nó đã không thấy, cùng lúc đó, trên người nó, toàn thân cao thấp hiện đầy vết rạn như mạng nhện. Bộ dáng kia, phảng phất như bị phanh thây xé xác. Mà Dương Diệp ở một bên cũng không khá hơn chút nào, tuy tứ chi vẫn còn, nhưng ở trên người của hắn, cùng Hắc Phượng không có khác gì nhau, tràn đầy vết rạn, mà huyết thuẫn của hắn thì đã biến thành mảnh vỡ tán lạc ở một bên. Trước kia, ở thời khắc mấu chốt, hắn dùng huyết thuẫn ngăn cản, bằng không thì cũng không phải chỉ thân thể vỡ ra, mà là thân thể bạo liệt. Một người một thú nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, trong mắt bọn hắn đều là nghĩ mà sợ. Sự thật chứng minh, nếu như không liên thủ, bọn hắn căn bản không cách nào dùng lực lượng của mình chống lại ngón tay kia. Nhìn phía chân trời, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, lần này hắn xem như kiến thức đến cường giả thần bí khủng bố rồi. Chân thân của đối phương còn không biết ở nơi nào, chỉ một ngón tay đã thiếu chút nữa giết hắn cùng một yêu thú hư cấp. Thực lực như vậy so với đế nữ lúc trước không có bị thương còn mạnh hơn a. Mà vị này, cực kỳ cửu thị kiếm tu. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, không gian phía chân trời đột nhiên lại bắt đầu bị xé nứt, nhìn thấy một màn này, Hắc Phượng cùng Dương Diệp đều sững sờ, sau đó một người một thú thần sắc khó coi. Đúng lúc này, Hắc Phượng giống như nghĩ tới điều gì, nó mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cả giận nói. Nhân loại đáng chết, nhanh thu hồi kiếm cùng kiếm ý của ngươi, mau mau. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình, hắn thiếu chút nữa quên cái này, vội vàng tranh thủ thu huyết kiếm cùng kiếm ý vào, rất nhanh, ở dưới kiếm vực ẩn nấp, trên người hắn không có một chút khí tức kiếm ý. Một người một thú lẳng lặng nhìn phía chân trời, thần sắc hai người vô cùng khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Đã qua mấy tức, ở trong ánh mắt khẩn trương của một người một thú, vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Hô! Hô! Nhìn thấy một màn này, thần sắc của một người một thú lập tức buông lỏng. Nếu như ngón tay kia lại xuất hiện, bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Đúng lúc này, Dương Diệp biến sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Phượng, lúc này Hắc Phượng cũng đang nhìn hắn, thần sắc Hắc Phượng dữ tợn, trong mắt mang theo sát ý cùng lửa giận. Biệt khuất! Cực kỳ biệt khuất. Đây là cảm thụ của Hắc Phượng lúc này, bị một nhân loại hố thiếu chút nữa vẫn lạc, nó có thể không biệt khuất sao? Hắc Phượng chậm rãi bò lên, sau đó đi đến Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp cũng bò lên. Dương Diệp nói, ngươi tại tới, ta lấy kiếm ra. Hắc Phượng lập tức dừng bước, nó gắt gao nhìn Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Dương Diệp sớm chết 100 lần rồi. Đối với ánh mắt của đối phương, Dương Diệp tuyệt không quan tâm, tuy thương thế của hắn chữa trị nhanh, nhưng dưới tình huống không dùng kiếm, hắn không đánh lại Hắc Phượng. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, Hắc Phượng nói. Nhân loại, ngươi là kiếm tu, lại dám tới nơi này. Hắc Phượng không có ý tứ động thủ dốc sức liều mạng,
Trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng nói. Vừa rồi tên kia là ai? Ngươi biết không? Hắc Phượng không có trả lời, trái lại hỏi. Kiếm ý của ngươi là trên hư vô cảnh. Ngươi trả lời ta trước. Dương Diệp nói. Vì cái gì không phải ngươi trả lời ta trước, ngươi yếu hơn ta. Hắc Phượng cả giận nói. Dương Diệp cũng cả giận nói. Đó là dưới tình huống ta không dùng kiếm, nếu ta dùng kiếm, nhất định có thể róc xương lóc thịt ngươi. Cảnh giới của ngươi quá thấp, cho dù kiếm ý đạt tới trên hư vô cảnh, cũng giết không được ta. Hắc Phượng nói. Tốt rồi, chúng ta không nói cái này. Dương Diệp khoát tay áo nói. Kiếm của ta ý là ở Vẫn Thần Sơn được kiếm vô cực tiền bối chỉ điểm mà tăng lên. Cung chủ chỉ điểm. Hắc Phượng biến sắc. Ngươi bái kiến vô cực cung chủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua thần sắc của Hắc Phượng, sau đó nhẹ gật đầu nói. Đương nhiên, ta đã truyền thừa kiếm đạo của hắn, lần này tới kiếm thần cung chính là hắn sai sử. Ân, ta hiện tại là kiếm thần cung cung chủ. Nói xong, Dương Diệp không ngừng quan sát thần sắc của Hắc Phượng. Trước kia hắn nghe Vân Bán Thanh nói, những yêu thú này được kiếm thần cung nuôi dưỡng, nói cách khác, hắn lộ ra thân phận kiếm thần cung cung chủ, nói không chừng Hắc Phượng sẽ thần phục a. Kiếm thần cung cung chủ. Hắc Phượng nhíu mày. Dương Diệp vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nó nói. Kiếm thần ấn đâu? Dương Diệp. Hắc Phượng nhìn Dương Diệp một cái nói. Không có kiếm thần ấn, ai nhận thức ngươi là cung chủ? Có kiếm thần ấn, các ngươi liền thần phục, đúng không? Dương Diệp hỏi. Thần phục, ngươi có phải suy nghĩ nhiều hay không? Hắc Phượng nói. Các ngươi không phải kiếm thần cung nuôi sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Hắc Phượng nói. Đã từng như vậy, bây giờ không phải. Còn nữa, kiếm thần cung đã vong, chúng ta đã không hề bị bọn hắn ước thúc. Dương Diệp ngẩn người, sau đó cả giận nói. Đã ngươi không thần phục, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hắc Phượng biến sắc, cả giận nói. Nhân loại, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cho ta. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng nói. Không nói chuyện với ngươi, hiện tại ngươi trở về đi, ta đi vào di chỉ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, Hắc Phượng đột nhiên nói. Dương Diệp biến sắc, quay người nhìn về phía Hắc Phượng nói. Làm gì, có phải muốn đánh nhau hay không? Trả ta kim cương quả thụ cùng kim cương quả. Hắc Phượng cả giận nói. Đó là của ta. Dương Diệp nói. Cái kia rõ ràng là của ta. Hắc Phượng cả giận nói. Trước kia là của ngươi, bây giờ là của ta. Dương Diệp nói. Ngươi, ta giết ngươi. Hắc Phượng nổi giận, khí tức trong cơ thể tuôn ra, muốn động thủ. Ta sợ ngươi sao? Dương Diệp cũng lên hỏa khí, tay khẽ động, ý kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Thời điểm kiếm xuất hiện, Dương Diệp cùng Hắc Phượng đều ngây ngẩn cả người. Mau thu kiếm lại. Hắc Phượng gào thét. Hắc Phượng vừa nói xong, Dương Diệp cũng đã thu kiếm vào, sau đó hai người ngẩng đầu nhìn lên trời, phía chân trời, không gian nổi lên dập dờn. Nhìn thấy một màn này, một người một thú nhảy dựng. Bất quá cũng may, sau khi dập dờn, không gian phía chân trời khôi phục bình tĩnh. Hô! Hô! Một người một thú lập tức thở dài một hơi. Hắc Phượng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét. Nhân loại, ngươi là muốn chết phải không? Dương Diệp nhếch miệng nói. Nhìn ngươi nhát gan chưa kìa, thiệt thòi ngươi là hư cấp, còn không gan lớn bằng thánh giả như ta. Hắc Phượng nhìn hằm hằm Dương Diệp, ngực phập phồng kịch liệt, quả đấm của hắn siết chặt, hắn thật sự muốn ra tay à. Dương Diệp nói. Ta còn có việc, không chơi với ngươi nữa. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Lúc này đây, Hắc Phượng không có ngăn Dương Diệp. Chủ yếu là không dám ngăn cản, nó thật sự là có chút sợ, sợ Dương Diệp rút kiếm. Chuẩn xác mà nói là sợ cường giả thần bí kia. Mặc dù không có ngăn Dương Diệp, nhưng Hắc Phượng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cơn tức này không nhổ ra, chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài nó sẽ ngủ không yên. Nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất ở phía xa, Hắc Phượng đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó oanh mặt đất một cái. Oanh! Toàn bộ mặt đất lần nữa sụp xuống. Dương Diệp đi ước chừng 15 phút, sau khi xác định Hắc Phượng không có đi lên, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất,
sau đó từng ngụm thở lấy. Thương thế của hắn tự nhiên còn chưa triệt để tốt, trước kia hắn cũng không phải chỉ thân thể rạn nứt, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương. Tuy Hắc Phượng bị thương cũng rất nặng, nhưng đối phương chỉ bị thương ngoài da, căn bản không có nội thương. Trước kia đột nhiên rút kiếm, kỳ thật cũng không phải hắn thẳng thắn mà làm, mà là cố ý, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không có biện pháp, nếu như không làm, Hắc Phượng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp ấy ra tử tinh thạch nuốt vào, mặc kệ tử tinh thạch hóa thành tinh khí bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời. Tước đó, hắn cảm thấy dùng thực lực của hắn bây giờ, thiên hạ có thể đi ngang, trên đời này, có cái cũng không ai có thể uy hiếp tánh mạng của hắn, cho dù là cường giả hư giả cảnh, nếu hắn muốn trốn, đối phương cũng không có biện pháp làm gì. Dù sao hiện tại hắn đã là thánh giả trung cấp, hơn nữa kiếm ý đạt tới niết bàn, tăng thêm hư không toa kiếm thuật, toàn dực ra tay, tốc độ của cường giả hư giả cảnh cũng không bằng hắn. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, mình kỳ thật vẫn còn có chút yếu, không phải có chút, mà thật là yếu. Một mình đối mặt một cường giả hư giả cảnh, dưới tình huống không có kiếm linh cùng kỳ trợ giúp, hắn chỉ có thể trốn, mà không thể thắng. Mà cường giả trên hư giả cảnh, như cường giả thần bí kia, hắn không biết người nọ là cảnh giới gì, nhưng đối phương tuyệt đối mạnh hơn cường giả hư giả cảnh rất nhiều. Kiếm ý niết bàn cảnh, thân thể thần biến cảnh, thánh giá trung cấp xa xa không đủ. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm lại. Ngay cả cường giả hư giả cảnh cũng chơi không lại, làm sao trở về linh giới đi đánh với những thủ hộ giả kia? Như thế nào đi phó ước với đế nữ? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Hiện tại, mục đích đầu tiên của hắn là chữa thương, sau đó đi kiếm thần cung cầm ngân hà kiếm đồ và kiếm thần ấn. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Trải qua 4 canh giờ chạy đi, một tường thành không trọn vẹn xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp, tường thành cao tới gần mấy trăm trượng, về phần dài, vô biên vô hạn, liếc trông không đến đầu. Bất quá tường thành đều là không trọn vẹn đấy, ở đây thiếu một khối, chỗ đó ít một chút, về phần đại môn, càng cũ nát không chịu nổi, phảng phất như tùy thời sẽ sụp đổ. Dương Diệp nhìn lướt qua, lúc này không gian trước mặt hắn đột nhiên nổi lên rung động. Đây là Vân Bán Thanh liên hệ hắn. Một lát sau, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ở xa xa. Mới vừa vào thành, Dương Diệp đã nhìn thấy Vân Bán Thanh, bất quá ở bên người Vân Bán Thanh nhiều hơn 10 mấy người. Chứng kiến Dương Diệp, Vân Bán Thanh vui vẻ, vội vàng chạy tới trước mặt Dương Diệp nói. Ngươi không sao chớ? Dương Diệp cười nói. Khá tốt. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lấy ra một không gian giới chỉ đưa tới trước mặt Dương Diệp nói. Đều ở bên trong. Dương Diệp tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lướt qua, quả nhiên, kim cương quả thụ cùng kim cương quả đều ở trong đó. Hắn nhẹ gật đầu nói. Thứ này không có ngươi, ta cũng không chiếm được, một người một nửa. Nói xong, Dương Diệp muốn phân kim cương quả, nhưng Vân Bán Thanh lại lắc đầu nói. Ta không lấy. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Mạng của ta là ngươi cứu, không có ngươi, ta sớm chết rồi. Có thể nào lại chia cái này? Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Vân Bán Thanh lại nói. Đừng nói nữa, ta làm người cũng có nguyên tắc của mình, nếu nhận lấy thứ này, tự mình cũng sẽ xem thường chính mình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó cười nói. Ngươi không lấy, ta là cầu còn không được. Vân Bán Thanh mỉm cười, lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói. Vân cô nương, vị này là... Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo bào xanh cùng một đoàn người đi tới. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Diệp Dương, bằng hữu của ta. Nói xong, nàng nhìn Dương Diệp giới thiệu nam tử áo bào xanh kia nói. Lâm Hoang, trước kia ta vừa mới tiến vào thành, gặp một chút phiền toái, nhờ có hắn tương trợ. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Hoang, khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người một lão giả ở sau lưng Lâm Hoang thoáng một phát. Đế giả. Trong 10 mấy người, ngoại trừ lão giả kia, còn lại đều là bán đế, kể cả Lâm Hoang, bất quá khí tức của Lâm Hoang so với người còn lại thì mạnh hơn không ít. Lâm Hoang đánh giá Dương Diệp một chút, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, trên đường đi không an toàn. Trước về trụ sở của chúng ta đi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu,
sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ở đây rất loạn, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân a. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tốt, tuy hắn rất muốn đi kiếm thần cung, nhưng Noji hiện tại hắn đối với chỗ này một chút cũng chưa quen thuộc, đừng nói đi kiếm thần cung, ngay cả kiếm thần cung ở phương hướng nào hắn cũng không biết. Hai kiện tại tốt nhất là trước quen thuộc chỗ này lại nói. Lâm Hoang nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Bên cạnh Dương Đai Kẹp, Vân Bán Thanh giải thích nói. Đây là kiếm thành, thành trì năm đó kiếm thần cung phụ thuộc, chớ xem thường thành này năm đó cho dù không có kiếm thần cung, ở trên đại lục cũng ít có người dám gây. Đương nhiên, sở dĩ bọn hắn mạnh, là vì kiếm thần cung bồi dưỡng cùng nâng đỡ. Đáng tiếc, bởi vì bộ phận cường giả trong thành đại đều tập kiếm, bởi vậy cuối cùng đều chết hết. Không biết là vị cường giả nào, vậy mà cùng kiếm thần cung thâm cửu đại hận như vậy. Ta cũng muốn biết. Dương Diệp nói. Hắn xác thực muốn biết, diệt môn thì diệt môn, ngay cả kiếm tu trong thiên hạ đối phương cũng căm thù, dù là thù giết cha cũng không như vậy a. Vân Bán Thanh nhìn trong chàng nói. Cái thành này, là một điểm dừng chân, cường giả đến kiếm thần đảo, bình thường đều chọn ở địa phương này đặt chân, bởi vì những yêu thú kia sẽ không đi vào nơi này. Tuy yêu thú không đến, nhưng ở đây tuyệt không an toàn, phải nói ở đây rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Người trước kia đến kiếm thần đảo, nếu như bọn hắn không chọn trở về, hoặc giao không ra phí tổn trở về, bọn hắn sẽ chọn ở lại chỗ này, bất kể là không thể quay về, hay không muốn quay về, những người ở chỗ này, đều không có bất kỳ điểm mấu chốt, sự tình sát nhân đoạt bảo cùng sát nhân bạo linh khí. Ở địa phương này là chuyện thường ngày. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên hắn phát hiện ở chút ít chỗ tối, có không ít người đang nhìn xem, bất quá không có người xông lên, nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì bên bọn hắn có một đế giả. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Ngươi không nên tới đây à. Thực lực của Vân Bán Thanh, tuy cũng không tệ lắm, nhưng phóng tới chỗ này, liền lộ ra rất yếu. Người ở chỗ này, thấp nhất cũng là bán đế, hơn nữa đều là thế hệ hung ác. Tuy Vân Bán Thanh cũng là bán đế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cũng thiếu khuyết chơi liều, ở chỗ này, tuyệt đối thuộc về tầng dưới chót nhất. Vân Bán Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói. Sở dĩ tới nơi này, là vì phụ thân ta bế quan, ta không thể không ly khai Vân gia. Đương nhiên, ngoại trừ muốn tránh Vân Thiên Minh, còn có một nguyên nhân, là muốn tìm cơ duyên. Tìm cơ duyên. Ý nghĩ này không sai. Dương Diệp nói. Nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Đặc biệt người là một nữ nhân. Ta không phải khinh thị nữ nhân. Chỉ là có lẽ ngươi cũng minh bạch. Với tư cách nữ nhân, nếu như không có thực lực cường đại, là cực kỳ nguy hiểm. Lời này của Diệp huynh nói cực kỳ đúng. Lúc này, Lâm Hoang đột nhiên đi tới, cười nói. Vân cô nương, với tư cách nữ tử, ở bên ngoài, xác thực rất nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm. Có Lâm Hoang ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ Vân cô nương chu toàn. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang nói. Đa tạ hảo ý của Lâm công tử. Lâm Hoang cười cười nói. Ta và ngươi tầm đó, không cần khách khí như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Diệp huynh, nữ nhân không có thực lực cường đại, ở bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi nói rất đúng. Nhưng ta muốn nói, nam nhân ở bên ngoài không có thực lực, cũng rất nguy hiểm. Thứ cho ta nói thẳng, Diệp huynh, thực lực ngươi có chút yếu a. Dương Diệp ngẩn người nói. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta yếu? Phải biết, hắn là sử dụng kiếm vực ẩn nấp khí tức của mình, đừng nói đối phương một bán đế, dù là hư giả cảnh cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn. Lâm Hoang đánh giá Dương Diệp một cái, cười nói. Tuy không biết Diệp huynh dùng biện pháp gì ẩn nấp khí tức của mình, nhưng Diệp huynh không thể nào là đế giả a. Đã không phải đế giả. Vậy hẳn là bán đế rồi, đúng không? Dương Diệp. Diệp huynh, ngươi đây là cái biểu lộ gì? Đừng nói với ta ngươi là thánh giả. Lâm Hoang cười nói, Dương Diệp giang tay ra nói, ngươi đoán thật chuẩn bọn người Lâm Hoang sửng sốt, mà Vân Bán Thanh ở một bên lại mở to hai mắt, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có một tia kinh hãi. Nhìn thấy mọi người sửng sốt, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Nói giỡn đấy, kỳ thật ta chính là bán đế. Nghe vậy, thần sắc mọi người khôi phục bình thường, Lâm Hoang nói. Ta liền nói, trên đời này ai dám dùng thực lực thánh giá cảnh tới kiếm thần đảo.
Ân, thiếu chút nữa quên kiếm minh minh chủ Dương Diệp, dùng thực lực của hắn ngược lại có thể, đáng tiếc cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới kiếm thần đảo, Diệp huynh người nói có đúng hay không? Dương Diệp cười nói, có lẽ à. Lâm Hoang nhìn Dương Diệp một cái, cười nói. Diệp huynh có lẽ nghe qua Dương Diệp kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Nghe qua. Đều nói hắn có thể dùng tu vi thánh giả nhẹ nhõm giết đế, ngươi cảm thấy việc này là thật, hay bị khuyết đại quá phận? Lâm Hoang hỏi. Dương Diệp nói. Hẳn là thật à. Lâm Hoang lắc đầu nói. Lời ấy sai rồi, Dương Diệp kia có lẽ thật có thể giết đế, nhưng tuyệt đối không thể như đồn đãi nhẹ nhõm giết đế. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Bởi vì ta ở thánh giả cảnh cùng cường giả đế giả cảnh giao thủ qua. Lâm Hoang nói xong, hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó lại nói. Cường giả đế giả cảnh cùng thánh giả cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản không phải có thể dùng ngoại vật để đền bù. Ta lúc đầu cùng cường giả đế giả cảnh giao thủ, uy áp của hắn ta cơ hồ không cách nào chống lại, bất quá, ta cũng cùng cường giả đế giả cảnh giao thủ ít nhất 100 chiêu. Nói đến đây, Lâm Hoang lại nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó lại nói. Đương nhiên, đối với ta hiện tại mà nói, cường giả đế giả cảnh cũng chỉ như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Hoang cùng Vân Bán Thanh, ngay từ đầu hắn còn cho là mình có phải bại lộ hay không, bằng không thì vì sao Lâm Hoang một mực đàm luận hắn. Hiện tại hắn xem như minh bạch, Lâm Hoang quấn một vòng lớn như vậy, mục đích là vì dẫn xuất chính hắn. Dương Diệp lắc đầu, không có nói nhảm, bước đi nhanh hơn. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang nói. Lâm công tử có thể dùng bán đế đối kháng đế giả, ở Minh Ngục Đại Lục, coi như là tuyệt thế thiên tài ít có rồi. Lâm Hoang khiêm tốn nói. Ở đâu, đại lục thiên tài vô số, như ta chỉ có thể coi là bình thường. Lâm huynh, ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải chỉ có thể coi là phế vật sao? Lúc này, một nam tử mặc hắc bào nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, cười nói. Vân cô nương, kỳ thật Lâm huynh tương đối ít nổi danh, Lâm huynh hắn cũng không phải có thể đối kháng đế giả, mà là có thể chém giết đế giả, ở Kim Châu thành chúng ta, hắn là đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn là nhân vật thiên tài nhất trong lịch sử của Kim Châu Thành từ trước đến nay. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang nói. Lâm công tử thực lực phi phàm, tương lai hẳn là một phương cự phách của đại lục. Nghe được Vân Bán Thanh nói, Lâm Hoang mỉm cười. Vân cô nương quá khen. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía nói. Vân cô nương, trong thành này không yên ổn, không bằng về sau ngươi theo chúng ta a. Ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây. Tất nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Vân Bán Thanh không có trả lời, mà nhìn về phía Dương Diệp nói. Diệp huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy thế, biểu lộ của Lâm Hoang có chút cứng đờ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Đương nhiên, Diệp huynh là bằng hữu của Vân cô nương, tự nhiên cũng có thể cùng chúng ta chung một chỗ. Dương Diệp cười nói. Tự do đã quen, không thích hợp tụ bầy. Lúc này, nam tử áo đen đột nhiên lạnh nhạt nói. Thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của các hạ, ở trong kiếm thành tùy thời có khả năng bị giết a. Vũ Mạt huynh, người sao có thể nói như vậy? Lâm Hoang nhìn thoáng qua nam tử áo đen nói. Người có chí riêng, Diệp huynh đã ưa thích một người, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu? Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương. Vân Bán Thanh nói. Lâm huynh. Hảo ý của ngươi tâm lĩnh, ta quyết định đi theo Diệp huynh. Nghe vậy, biểu lộ của Lâm Hoang triệt để cứng ngắc, còn có chút khó coi, một lát sau hắn nói. Vân cô nương, ngươi cũng thấy đấy, kiếm thành rồng rắn lẫn lộn, người nào cũng có, mà ngươi lại là một nữ nhân, thứ cho ta nói thẳng, Diệp huynh khả năng không cách nào bảo hộ ngươi. Đi theo chúng ta, ngươi không chỉ an toàn, đến lúc đó chúng ta ở kiếm thần cung nếu như đạt được bảo vật, Vân cô nương ngươi cũng có phần. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu nói. Lâm huynh hảo ý, ta tâm lĩnh, bất quá ta vẫn quyết định đi theo Diệp huynh. Vân cô nương, đây là một phen hảo ý của Lâm huynh, người cần gì phải cự tuyệt. Lúc này Vũ Mạt nói. Các hạ cần gì phải ép buộc chứ? Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Vũ Mạt. Vũ Mạt nhíu mày. Vân cô nương, lời nói không dễ nghe, không có chúng ta bảo hộ, hai người các ngươi ở trong thành này chỉ sợ sống không quá một canh giờ. Mà Vân cô nương ngươi. Được rồi. Lúc này Lâm Hoang đột nhiên nói. Vân cô nương tâm ý đã quyết,
ta cũng không nói thêm gì rồi. Sắc trời đã tối, hai vị cũng không có nơi đặt chân, trước hết tạm thời đến trụ sở của chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hai vị lại rời đi, như thế nào? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp cười cười nói. Được rồi, tự chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đặt chân sẽ đến. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Dương Diệp hắn không thích người khác bố thí. Vân Bán Thanh nhìn Lâm Hoang thi lễ nói. Trước kia đa tạ Lâm công tử tương trợ, nhân tình này ngày sau Bán Thanh sẽ trả. Nói xong, Vân Bán Thanh quay người đuổi kịp Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh rời đi, Lâm Hoang nhíu mày, lúc này vũ mặt lạnh lùng nói. Nữ nhân này thật không biết phân biệt, còn có nam nhân kia, ta thật muốn trực tiếp giết chết hắn, cái đồ chơi gì, cho hắn chút mặt mũi, hắn còn không biết xấu hổ. Lâm Hoang thu hồi ánh mắt nói. Yên tâm, đợi tí nữa bọn hắn sẽ cầu trở lại tìm chúng ta. Nam tử kia có chút bất phàm, phải cẩn thận một chút. Lúc này, cường giả đế giả cảnh đột nhiên nói. Lâm Hoang nhìn về phía lão giả nói. Vì sao Vân lão nói như vậy? Lão giả khẽ lắc đầu nói. Trực giác. Nghe vậy, Lâm Hoang cười cười nói. Yên tâm, ta sẽ không khinh địch, đối phương có thể đến nơi đây, khẳng định cũng có chút bổn sự. Vân lão nhẹ gật đầu, không có nói chuyện. Chúng ta đi thôi. Lâm Hoang nói. Các ngươi đi về trước đi, ta đi nghe ngóng một ít chuyện. Vũ Mạt nói xong thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Lâm Hoang do dự, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, sắc trời dần tối, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh chậm rãi đi ở trên đường phố, ở dưới quang ảnh nhàn nhạt, bóng dáng của hai người bị kéo càng ngày càng dài. Thật xin lỗi. Vân Bán Thanh nói. Làm gì xin lỗi? Dương Diệp cười nói. Vân Bán Thanh nói khẽ. Hắn vì hấp dẫn chú ý của ta, bởi vậy khắp nơi nhằm vào ngươi, bây giờ khả năng còn hận ngươi rồi. Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh nói. Lâm Hoang kia rõ ràng cho thấy thích ngươi, ta có chút hiếu kỳ, Lâm Hoang kia ngay cả diện mục thật của ngươi cũng không thấy, vì sao hắn có thể như vậy? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nói. Ngươi cảm thấy, ta là mỹ nữ hay xú nữ? Dương Diệp không nghĩ tới Vân Bán Thanh hỏi vấn đề này, lập tức ngẩn người, sau đó đánh giá Vân Bán Thanh nói. Ta cảm thấy ngươi là mỹ nữ. Dáng người của Vân Bán Thanh vô cùng tốt, con mắt như nước trong veo. Là nam nhân đều sẽ cảm thấy nàng là mỹ nữ. Hắn cũng nghĩ ta là mỹ nữ. Vân Bán Thanh nói. Rất nhiều nam nhân đối với nữ nhân, đều có tham muốn giữ lấy rất mạnh. Có nam nhân, vì đạt được nữ nhân, sẽ dùng thủ đoạn đàng hoàng truy cầu, mà có sẽ chơi cứng rắn, còn có chơi âm mưu. Hắn mới đầu là âm mưu, sau đó lại bắt đầu đổi thủ đoạn đàng hoàng, hiện tại, có lẽ không chuẩn muốn tới cứng rắn rồi. Âm mưu sao, có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Ngươi rất lợi hại a. Biết rõ bị đối phương gài bẫy, nhưng nàng vẫn mặt không đổi sắc, có thể cùng đối phương lá mặt lá trái, phần tâm tính cùng chỉ số thông minh này. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta sinh ra ở Vân Gia, tuy là con gái gia chủ đương thời, nhưng lại không có thân phận, cũng không có ai cho rằng ta là Vân Gia tiểu thư. Nếu như không có não, khả năng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nói xong, nàng nhìn Dương Diệp nói. Trước kia bọn hắn không cho ta học võ, nhưng lại không ngăn cản ta đi học tập quản lý sự vụ, bởi vì bọn hắn cảm thấy quản lý nội vụ rất tốt, nếu như không có thực lực, cũng chỉ là phế nhân. Cái này với ta mà nói, lại là một cơ hội sống sót. Ở dưới cố gắng của ta, nội vụ của Vân Gia bị ta quản càng ngày càng tốt, một ít sinh ý ở ẩn vực cũng càng lúc càng lớn. Cho nên tự mình vụng trộm tập võ bị phát hiện, bọn hắn cũng không có làm gì ta. Còn nữa, mười mấy năm qua, nhân tài trong Vân Gia cơ hồ đều là ta đề bạt, trong đó đại bộ phận đều là tâm phúc của ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Ngươi là muốn nói với ta, ngươi là một người có giá trị, đúng không? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói. Ngươi muốn ta đi cứu mẹ cùng đệ đệ của ngươi, còn nữa. Ngươi sợ ta ở chỗ này đột nhiên bỏ ngươi, đúng không? Vân Bán Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói. Vân cô nương, ngươi cần ta trợ giúp, mà ta cũng cần trợ giúp của ngươi,
chúng ta liên thủ, xem như hỗ trợ cùng có lợi. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu nói. Ta đối với ngươi, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nếu như ta không có trợ giúp của ngươi, mẫu thân cùng đệ đệ của ta quyết không có cơ hội sống, ngay cả ta cũng sẽ chết. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Ta ngoại trừ năng lực quản lý, thì không có cái khác có thể được ngươi coi trọng. Nếu như nói còn có, cái kia chính là thân thể này, nếu như ngươi cần, tùy thời có thể cầm lấy. Nói xong, Vân Bán Thanh thò tay hái khăn che mặt xuống. Da như tuyết bạch, mặt như bông sen, ngũ quan tinh xảo đến cơ hồ hoàn mỹ, cho dù Dương Diệp bái kiến rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng nhìn thấy dung nhan của Vân Bán Thanh, cũng không khỏi kinh diễm. Chậc chậc, Lâm Huynh nói không sai, người quả nhiên là một mỹ nữ, Lâm Huynh thật tinh mắt a. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên từ nơi hẻo lánh đi ra. Người tới không phải người khác, đúng là Vũ Mạt. Ánh mắt Vũ Mạt rơi vào trên người Vân Bán Thanh, trong mắt tham lam không chút nào che giấu. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Vũ Mạt, mang khăn che mặt lên, sau đó nàng thối lui đến sau lưng Dương Diệp. Ánh mắt Vũ Mạt rơi vào trên người Dương Diệp, cười nói. Ta người này rất nhân từ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cho ngươi ba tức, lập tức biến mất, bằng không thì ta cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Ta thoạt nhìn như rất dễ khi dễ sao. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Có chút. Dương Diệp vỗ vỗ cái trán của mình nói. Xem ra ta quá vô danh rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vũ Mạt nói. Mọi người không oán không cừu, cần gì chứ? Người con mẹ nó bớt nói nhảm cho ta. Vũ Mạt thò tay chỉ Dương Diệp nói. Hiện tại, ta bắt đầu đếm, ba tức sau nếu như còn nhìn thấy ngươi, ta cam đoan cho ngươi. Thanh âm Vũ Mạt đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn không có kịp phản ứng bóp cổ họng của hắn. Dương Diệp nhìn Vũ Mạt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cười nói. Ngươi đếm a, đếm cho ta xem. Vũ Mạt hoảng sợ nhìn Dương Diệp, trong nội tâm đã kinh hãi đến cực hạn, hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Không đếm đúng không? Dương Diệp nói. Ngươi không đếm, ta sẽ đếm. Trong ba tức, nếu như ngươi vẫn còn ở trong tầm mắt của ta, ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi. Hiện tại bắt đầu, một. Vũ Mạt mở to hai mắt, bên trong tràn đầy cầu xin, mà thân thể của hắn thì không ngừng đong đưa, muốn tránh thoát tay Dương Diệp, nhưng hết thảy đều là phí công. Hai. Dương Diệp cười nói. Hai mắt Vũ Mạt trợn càng lớn, con mắt che kín tơ máu nhanh muốn lồi ra. Dương Diệp vui vẻ nói. Ba. Thanh âm rơi xuống. Két sát. Một âm thanh xương cốt đứt gãy vang tên, đầu của Vũ Mạt bạch ra, khí tuyệt bỏ mình. Dương Diệp tiện tay ném thi thể Vũ Mạt ra ngoài, sau đó cách không một quyền, một cỗ quyền kình chấn động, thi thể lập tức hóa thành thịt nát. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai xuất phát kiếm thần cung. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi ở trên một lầu các cũ nát nói. Đi. Thanh âm rơi xuống, hắn đi theo Vân Bán Thanh thả người nhảy lên, tiến vào tầng cao nhất. Vách tường bốn phía tầng cao nhất cũng còn, nhưng đỉnh lại biến mất. Dương Diệp vung tay, cho bụi trên mặt đất lập tức biến mất nói. Chấp nhận một chút đi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó ngồi dưới đất, lúc này 10 viên tử tinh thạch đột nhiên rơi vào trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Để cho trạng thái của mình khôi phục. Vân Bán Thanh nói. Đa tạ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn lên trời, phía chân trời, y nguyên đen kịt, tựa như một hắc động. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui đầu ra, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thoáng một phát bỏ tới trước ngực Dương Diệp, hai móng ôm chặt cổ Dương Diệp. Trước kia nhìn thấy hắc phượng, quả thực làm nàng sợ hãi. Hiện tại, nàng vẫn còn sợ. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, ôn nhu nói. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó hai cái tiểu chảo vươn ra, không ngừng khoa tay múa chân, phảng phất như đang nói, hắc phượng kia thật lớn thật lớn. Dương Diệp cười nói. Nó đã bị ta đánh chạy, cho nên ngươi căn bản không cần sợ nó, hiểu chưa? Tiểu Bạch mở to mắt. Tiểu Trảo chỉ Dương Diệp,
sau đó chỉ chính mình, khoa tay múa chân. Dương Diệp nói, đương nhiên, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Nghe vậy, hai mắt Tiểu Bạch híp lại, lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó không ngừng dùng đầu mình cọ lấy cái cằm của Dương Diệp. Mà một bên Vân Bán Thanh đã trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nàng căn bản xem không hiểu Tiểu Bạch đang nói cái gì. Một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi, ngươi thật sự nghe hiểu được nàng đang nói cái gì? Nghe Vân Bán Thanh nói, trên mặt Dương Diệp lập tức xuất hiện nụ cười khổ, bởi vì hắn nhớ tới năm đó cùng Tử Điêu ở chung, đặc biệt là mới đầu, hắn là bị Tử Điêu tra tấn. Có thể nói, thú nói hắn mắc level, đều là Tử Điêu rèn luyện ra. Nghĩ đến Tử Điêu, thần sắc của Dương Diệp nghiêm túc, tranh thủ bế Tiểu Bạch lên, chân thành nói. Tử Nhi tỷ tỷ hiện tại còn không có xuất quan sao? Tử Điêu đã bế quan thật lâu, đến bây giờ còn chưa đi ra, hắn không khỏi có chút bận tâm. Tiểu trảo của Tiểu Bạch không ngừng vung vẩy. Một lát sau, thần sắc của Dương Diệp dần dần buông lỏng xuống nói. Ngươi nói là, nàng sắp đi ra. Hơn nữa, nàng còn rất cường đại. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Như vậy cũng tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn đánh giá Tiểu Bạch nói. Ngươi hấp thu nhiều linh khí như vậy, vì cái gì còn không tấn cấp? Tiểu Bạch mở to mắt, hiển nhiên không rõ ý tứ của Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch nói, không có việc gì. Chúng ta ngủ, Tiểu Bạch gật đầu, sau đó bỏ tới trước ngực Dương Diệp, Tiểu Trảo ôm chặt hắn. Dương Diệp cười cười, sau đó con mắt chậm rãi đóng lại. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cũng nhắm mắt lại. Trong tràng yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên phật qua. Thời gian từng điểm trôi qua, rất nhanh đến đêm khuya. Đột nhiên, một bóng đen nhảy lên tầng cao nhất, sau đó bay tới vị trí của Dương Diệp, bóng đen vừa hạ xuống trước mặt Dương Diệp, con mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, hắc ảnh kia biến sắc, sau một khắc, yết hầu hắn bị Dương Diệp nắm. Két sát, bóng đen đầu nghiêng một cái, trực tiếp tuyệt khí bỏ mình. Rất nhanh, một cỗ thi thể từ trên tầng cao nhất bay ra. Cùng lúc đó, một nhân ảnh cũng từ tầng cao nhất nhảy ra, sau đó ở bốn phía không ngừng vang lên âm thanh két sát. Một lát sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Đạo nhân ảnh này tự nhiên là Dương Diệp, tay cầm một cỗ thi thể vứt trên mặt đất, ánh mắt Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, những người đang âm thầm ẩn núp kia rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thả người nhảy lên, về tới tầng cao nhất, hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh giống như đã ngủ say, sau đó tựa vào vách tường, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thời điểm Dương Diệp nhắm mắt, Vân Bán Thanh đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn Dương Diệp, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đi xuống lầu các. Kiếm thần cung ở phía sau kiếm thành mấy vạn dặm, kiếm thần cung rất lớn, so với kiếm thành thì lớn hơn vô số lần, bất quá rất nhiều kiến trúc của kiếm thần cung đã sụp đổ, bởi vậy, căn bản không có đường, muốn đi vào chỗ sâu trong kiếm thần cung, chỉ có dựa vào mình lục lọi. Còn có ở chỗ kia, kiếm ý trùng thiên. Những kiếm ý mất trật tự kia rất đáng sợ, nếu như không cẩn thận bị chúng nhằm vào, đế giả cũng có thể sẽ vẫn lạc. Vân Bán Thanh vừa đi vừa nói. Trừ đó ra, nghe đồn ở trong chỗ sâu còn có oán linh, là linh hồn của cường giả kiếm thần cung chết đi, những cái này cực kỳ nguy hiểm, nếu như không cẩn thận gặp được, căn bản là thập tử vô sinh. Còn có, kiếm thần cung khắp nơi che kín các loại kiếm trận, tuy những kiếm trận này đã không trọn vẹn, nhưng uy lực y nguyên không thể khinh thường. Về phần những kiếm trận còn nguyên vẹn, vậy thì kinh khủng hơn rồi. Tóm lại, chúng ta phải cẩn thận. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa nói. Chỉ cần đi vào kiếm thần cung, với ta mà nói, không phải nguy hiểm, mà là an toàn. Vân Bán Thanh nheo mắt, nàng nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, chỉ là bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm lại. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ đứng hơn 20 người. Cầm đầu chính là một nam tử đầu chọc tay cầm đại búa. Đều là bán đế. Huynh đệ của ta là ngươi giết. Ánh mắt của nam tử đầu chọc rơi vào trên người Dương Diệp. Huynh đệ ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Chính là hắn. Lúc này, một thanh niên bên cạnh nam tử đầu chọc nói. Tối hôm qua thi thể nhị ca là bị hắn từ trên lầu ném xuống. Nguyên lai là hắn a. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói.
hắn xác thực là ta giết. Ai con mẹ nó cho ngươi lá gan giết huynh đệ của ta? Nam tử đầu chọc nhìn hai người Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói. Nữ đừng giết chết, nam cũng đừng giết chết, lưu một hơi cho ta. Thanh âm rơi xuống, hai người bên cạnh hắn lập tức bắn ra, vọt tới Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Nhưng hai người vừa lao ra, sau một khắc liền bay ngược ra ngoài, trong quá trình bay ngược thân thể hóa thành một bãi thịt nát. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn người nam tử đầu chọc đại biến, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nam tử đầu chọc, đồng tử của nam tử đầu chọc co rụt lại, sau đó búa trong tay mạnh mẽ bổ về phía Dương Diệp. Bành! Thời điểm búa cách đầu Dương Diệp còn có 10 cm, lập tức dừng lại. Bởi vì tay của Dương Diệp nắm chặt lưỡi búa. Nam tử đầu chọc hoảng hốt, mà lúc này, búa trong tay hắn trực tiếp thoát tay, sau đó Dương Diệp nắm búa mạnh mẽ bổ một phát. Động tác giống như hắn lúc trước, nhưng kết quả lại không đồng dạng. Xuy! Nam tử đầu chọc bị phách thành hai nửa, vô số máu tươi nội tạng rơi vãi trên đất. Những người bên cạnh bị dọa ngốc, thời điểm bọn hắn phục hồi tinh thần lại, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, sau đó cái búa bay tới bọn hắn. Mấy tức sau, hơn 20 cỗ thi thể nằm ở trên đường phố. Dương Diệp phủi tay, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Chúng ta đi thôi. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu, đuổi kịp Dương Diệp. Ngươi quá bạo lực. Một lát sau, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Bạo lực càng dễ giải quyết sự tình. Dương Diệp nói xong, nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn đáng thương sao? Vân Bán Thanh lắc đầu nói. Người của bọn hắn tối hôm qua đánh chủ ý chúng ta, nếu như thực lực của chúng ta yếu, thê thảm không phải bọn hắn, mà là chúng ta. Dương Diệp nói, mọi người đều thích đồng tình kẻ yếu, thật tình không biết, rất nhiều kẻ yếu căn bản không đáng đồng tình, bởi vì nếu bọn hắn có cơ hội, có thể so với rất nhiều người còn muốn tàn nhẫn, ngoan độc. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, không có nói chuyện, bước nhanh hơn. Đã qua hồi lâu, hai người tới trước cửa thành, thời điểm hai người muốn ra khỏi cửa thành, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đợi một chút, hai người Dương Diệp dừng bước, quay người nhìn lại. Đám người Lâm Hoang vội vàng đi tới, mà nói chuyện, đúng là Lâm Hoang kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Hoang, sau đó nắm tay Vân Bán Thanh quay người tiếp tục đi xa. Nhìn thấy một màn này, đám người Lâm Hoang đều sững sờ, sau đó sắc mặt mọi người đều âm trầm lên, đặc biệt là Lâm Hoang. Thân hình Lâm Hoang khẽ động, chắn ở trước mặt Dương Diệp và Vân Bán Thanh, hắn nhìn Dương Diệp nói. Ta bảo ngươi chờ một chút, ngươi không nghe thấy sao? Dương Diệp đi ra một bước, nhìn Lâm Hoang. Ngươi là cái khỉ gì? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nghe Dương Diệp nói, mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là Lâm Hoang, hắn không nghĩ tới Dương Diệp dám nói như vậy. Sau khi phục hồi tinh thần, sắc mặt Lâm Hoang âm trầm xuông. Có phải trước kia ta đối với người quá khách khí, cho người cảm thấy ta là một người dễ khi dễ không? Dương Diệp bước ra hai bước, đi vào trước mặt Lâm Hoang nói. Tránh ra. Lâm Hoang giận quá thành cười nói. Có bản lĩnh, chính mình đi qua. Lâm Hoang nói, Dương Diệp đột nhiên canh một quyền lên bụng của hắn. Bành. Thời điểm nắm đấm của Dương Diệp oanh lên bụng Lâm Hoang, phần bụng Lâm Hoang đột nhiên bộc phát ra một đạo kim mang sáng chói, bất quá nháy mắt đạo kim mang kia đã bị nổ nát, Lâm Hoang phun ra một ngụm máu, sau đó bay rớt ra ngoài, đâm vào trên tường thành, toàn bộ tường thành run lên kịch liệt. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Tất cả mọi người ngây người, tất cả đều không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp xuất thủ, càng không nghĩ tới Lâm Hoang ngay cả sức hoàn thủ cũng không có đã bị đánh bay. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đều là bán đế, chênh lệch lớn như vậy. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, sau đó đánh ra một chưởng. Dương Diệp mặt không đổi sắc, quay người là một quyền. Bành! Dương Diệp không chút sức mẻ, lão giả lui về sau tầm hơn 10 trượng. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, trong mắt đã không phải khiếp sợ, mà là kinh hãi. Bởi vì lão giả này là đế giả. Lão giả kia nhìn nhìn bàn tay của mình đã có chút biến hình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nói. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp không có trả lời, quay người nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Chúng ta đi thôi. Đi, hôm nay các ngươi đi cho ta nhìn xem.
Lúc này, xa xa Lâm Hoang bị nện rơi trên mặt đất đột nhiên đứng lên, lúc này trên mặt hắn đã không có lạnh nhạt trước kia, chỉ có dữ tợn cùng điên cuồng. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước ngực Lâm Hoang, ở dưới y phục rách nát, là một bộ kim giáp, Lâm Hoang ăn hắn một quyền mà chỉ bị vết thương nhẹ, cũng là bởi vì kim giáp này, bất quá lúc này kim giáp đã vỡ, không sai biệt lắm sắp hỏng rồi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tay phải chậm rãi nắm lại, lúc này Vân Bán Thanh đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Lâm Hoang nói. Lâm công tử, chúng ta không oán không cừu, thật sự không cần phải vì tính khí nhất thời mà đổ máu, cái này đối với chúng ta không có lợi, đối với các ngươi càng không có lợi, ngươi nói phải không? Ánh mắt Lâm Hoang rơi vào trên người Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại tới bên chúng ta, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Bán Thanh nhìn Lâm Hoang hồi lâu, sau đó thối lui đến sau lưng Dương Diệp, không nói chuyện. Thấy thế, sắc mặt Lâm Hoang âm trầm lên. Tốt, đây là lựa chọn của ngươi, đợi tí nữa ngươi cùng đừng trách ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Vũ Mạt huynh đã bị ngươi giết, ta nói có đúng không? Dương Diệp nói. Nguyên lai là vì việc này à? Ân, hắn xác thực là ta giết. Lâm Hoang nhíu mày, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Cùng lúc đó, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương. Trên không trung, tay phải Lâm Hoang nắm lấy trường thương đâm tới Dương Diệp. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì trường thương của Lâm Hoang bị Dương Diệp cầm trong tay. Đồng tử Lâm Hoang co rụt lại, trong mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ, lúc này Dương Diệp cầm chặt mũi thương chấn động mạnh một cái. Phốc! Lâm Hoang phun ra một ngụm máu, tay dạn nứt ra. Sau đó cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Dương Diệp đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này lão giả kia xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cổ uy áp để giả cảnh kinh khủng nghiền áp đến. Dương Diệp oanh ra một quyền. Oanh! Uy áp đế giả biến mất, đón lấy cả người Dương Diệp bắn ra, một quyền oanh về phía lão giả kia. Lão giả nhíu mày, trong mắt có một tia ngưng trọng, không dám khinh thường, cổ tay hắn khẽ động, một côn sắt đen kịt xuất hiện. Sau đó hắn nắm côn sắt mạnh mẽ quét về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không tránh né, nắm đấm y nguyên oanh qua. Oanh! Quyền côn chạm vào nhau, lão giả cả người mang côn run lên, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, liên tục lùi về phía sau. Dương Diệp không có dừng lại, chân phải mãnh liệt đạp mặt đất, cả người bắn ra, sau đó một cước đá về phía lão giả. Lão giả kinh hãi, trường côn rời khỏi tay, bắn mạnh tới Dương Diệp. Oanh! Côn sắt bị Dương Diệp đá vỡ, mà lúc này, lão giả kia đã ở bên ngoài trăm trượng, cùng lúc đó, trong tay hắn lại nhiều ra một cây côn sắt. Dương Diệp không có xuất thủ, hắn nhíu mày, bởi vì khí thức của lão giả này càng ngày càng mạnh, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong côn sắt không ngừng phun ra. Lúc này, thân hình lão giả khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp, bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy những nơi hắn đi qua, để lại từng tàn ảnh giống như thực chất. Côn diệt bát phương. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của lão giả, sau đó vô số côn ảnh xuất hiện ở giữa sân, bao phủ Dương Diệp vào. Bành bành bành. Ở trong côn ảnh, truyền đến từng thanh âm nổ vang, đại địa cùng không gian kích động lên. Người chung quanh không ngừng lui về sau, sợ bị ảnh hướng đến. Một bên, thần sắc của Vân Bán Thanh rất bình tĩnh. Trong tràng không có người rõ ràng thực lực của Dương Diệp hơn nàng, đừng nói một đế giả. Dù đến hai gã đế giả, cũng không nhất định làm gì được Dương Diệp. Oanh! Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó vô số côn ảnh hóa thành hư vô, cùng lúc đó, Dương Diệp cùng lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hai người cách xa nhau trăm trượng, lúc này Dương Diệp cùng lúc trước không có biến hóa gì, mà khóe miệng lão giả kia lại có một vòng đỏ thấm cực kỳ dễ làm người khác chú ý, hơn nữa cây gậy trong tay chỉ còn một nửa. Đế giả bị thương. Trong đầu mọi người trống rỗng, Lâm Hoang mở to mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể kích thương cường giả đế giả cảnh. Hắn là biết rõ thực lực của lão giả, nếu như hắn toàn lực, có thể cùng đế giả bình thường tranh tài, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng cùng lão giả này kịch chiến. Cường giả đế giả cảnh cũng có mạnh có yếu, mà lão giả này, so với đế giả bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả nhìn Dương Diệp, thần sắc vô cùng ngưng trọng.
Dương Diệp nhìn tay phải của mình, ở trên tay phải trải rộng quân ấn. Tử khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, dũng mãnh lao tới cánh tay, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lão giả nói. So với đế giả bình thường mạnh hơn rất nhiều, bất quá vẫn còn có chút chưa đủ. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lập tức đến trước mặt lão giả kia, sau đó oanh tới một quyền. Nắm đấm, đơn giản lại bạo lực. Trong mắt lão giả hiện lên lệ khí, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó dùng một nửa côn sắt trong tay mạnh mẽ chọc tới Dương Diệp. Oanh! Côn sắt trong tay lão giả bị Dương Diệp oanh thành mảnh vỡ, mà lão giả kia cũng ở dưới một quyền này bị chấn liên tục lùi lại, bất quá rất nhanh lão giả liền dừng bước, sau đó khí thế đế giả cảnh từ trong cơ thể bạo tuôn ra, nghiền áp về phía Dương Diệp. Khí thế đế giả cảnh đối với huyền giả dưới đế giả là có áp chế rất lớn, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, đừng nói khí thế đế giả, ngay cả khí thế hư giả cảnh hắn cũng không sợ. Dương Diệp oanh ra một quyền. Khí thế đế giả của lão giả kia bị oanh tán, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một chưởng đập về phía Dương Diệp. Lão giả tự nhiên sẽ không dùng lực lượng thân thể đối kháng Dương Diệp, ở trên bàn tay hắn, có một tầng băng xương dày đặc. Oanh! Quyền chưởng chạm vào nhau, không gian chung quanh hai người lập tức kích động kịch liệt, sau một khắc, hai người đều lùi lại, nhưng Dương Diệp lại dừng rất nhanh, sau đó chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Cả người như một quả đạn pháo oanh tới. Lão giả kinh hãi, song trưởng chồng chất ấn tới Dương Diệp. Bành! Trong miệng lão giả phun ra một ngụm máu, bị chấn lui về sau, lúc này đây, Dương Diệp không có cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình khẽ động, lấn thân mà lên, sau đó nắm đấm như hạt mưa điên cuồng rơi lên người lão giả. Giờ khắc này, lão giả liên tiếp bại lui, cơ hồ đã không có sức hoàn thủ. Ngay thời điểm lão giả đã sắp nhịn không được, Dương Diệp lại đột nhiên ngừng tay, sau đó ở trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, thân hình hắn khẽ động, đi tới bên cạnh Vân Bán Thanh, Vân Bán Thanh cũng khó hiểu, đang muốn nói cái gì, Dương Diệp lại không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp ôm eo của nàng biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Bán Thanh vừa biến mất, trong tràng đột nhiên xuất hiện ba lão giả, ba người này, không phải người khác, đúng là đám người Tần Tam Vọng. Truy! Tần Tam Vọng nói xong. Ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xa xa, Lâm Hoang ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Vân Lão, ba người này là đi giết hắn, chúng ta cũng đi theo đi. Vân Lão do dự, sau đó nói. Thiếu chủ, người này thực lực cường hãn, thân phận nhất định không tầm thường, chúng ta tốt nhất đừng tiếp tục kết thù. Chẳng lẽ Vũ Mạt chết không công như thế sao? Lâm Hoang cả giận nói. Chẳng lẽ vừa rồi ta bị sỉ nhục không thể rửa sạch sao? Vân Lão ngươi không đi, ta đi. Nói xong, thân hình Lâm Hoang khẽ động, đuổi tới xa xa. Vân Lão thấp giọng thở dài, sau đó cũng biến mất tại nguyên chỗ, đuổi tới xa xa. Dương Diệp ôm Vân Bán Thanh ra khỏi cửa thành, một đường chạy gấp. Bọn hắn đuổi tới. Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Có chút đáng tiếc. Vốn thiếu chút nữa là có thể làm thịt lão đầu kia rồi. Trước kia lão giả cùng hắn giao thủ thực lực rất không tồi, so với cường giả đế giả cảnh bình thường mạnh hơn rất nhiều, nếu như có thể giết chết đối phương chế thành khôi lỗi, cái khôi lỗi này khẳng định mạnh hơn khôi lỗi đế giải bình thường rất nhiều, đáng tiếc chính là, đám người Tần Tam Vọng xông ra. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nói, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói, sao đột nhiên hỏi cái này? Chỉ là có chút hiếu kỳ. Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp cười cười nói. Đối với rất nhiều người mà nói, ta tính toán mạnh, nhưng đối với một ít người mà nói, kỳ thật ta còn rất yếu, cực kỳ yếu. Đối với thực lực của mình, hắn vẫn có thể nhận rõ. Đối với người bình thường, ví dụ như Vân Bán Thanh, còn có những đế giả bình thường kia, hắn xác thực rất cường đại. Nhưng đối với đế nữ, còn có kiếm vô cực cùng với cường giả thần bí trước kia xuất thủ, hắn rất yếu. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, một mảnh phế tích xuất hiện ở trong tầm mắt hai người, sau đó Dương Diệp cảm nhận được một cỗ kiếm ý xâm lãnh. Dương Diệp không có dừng lại, tốc độ nhanh hơn, trực tiếp tiến vào phế tích, bất quá mới vừa vào phế tích, hơn 10 đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào kích xạ đến, làm cho Dương Diệp không khỏi ngừng lại. Dương Diệp oanh ra một quyền, những kiếm quang kia bị oanh tán, Dương Diệp tiếp tục lao vào,
bất quá rất nhanh lại xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang, Dương Diệp lần nữa bị buộc ngừng, sau đó một quyền oanh tán kiếm quang. Mà lúc này, đám người Tần Tam Vọng còn có Vân Lão cùng Lâm Hoang xuất hiện ở bốn phía, vây bọn hắn lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vân Bán Thanh lập tức chìm xuống. Bốn gã đế giả. Lần này, ta xem ngươi trốn như thế nào. Một lão giả ở bên cạnh Tần Tam Vọng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Giết Vân gia thiếu chủ, không chỉ ngươi, ngươi cùng người có liên quan tới người đều phải chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Tiện thì, người cấu kết ngoại nhân giết hại thiếu chủ, đợi chúng ta bắt người về, nhất định cho người sống không bằng chết, còn có mẫu thân và đệ đệ của ngươi, đều phải chết. Ánh mắt Vân Bán Thanh rơi vào trên người lão giả kia, trong mắt hiện lên sát ý. Lúc này, Lâm Hoang nhìn Dương Diệp, dữ tợn nói. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao lại chạy trốn? Ngươi tiếp tục trốn à? Sao ngươi không trốn? Tần Tam Vọng nhìn Dương Diệp nói. Hết thảy đều đã xong. Ta có một vấn đề. Dương Diệp đột nhiên nói. Lâm Hoang nhe răng cười nói. Sắp chết đến nơi rồi, còn có vấn đề, tốt, ta ngược lại có chút tò mò ngươi có vấn đề gì. Ta cũng rất tò mò. Ánh mắt của Tần Tam Vọng rơi vào trên người Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía nói. Vì cái gì ở đây tràn đầy kiếm ý, còn có kiếm quang xuất hiện, không phải nói trên kiếm thần đảo không thể hiện ra kiếm ý cùng kiếm khí sao? Ta trả lời ngươi. Lâm Hoang cười lạnh một tiếng nói. Bởi vì nơi này đã là phạm vi của kiếm thần cung, ở chỗ này, kiếm ý cùng kiếm khí là có thể tồn tại, về phần tại sao có thể tồn tại, ta không biết, dù sao là có thể tồn tại. Nói cách khác ở chỗ này có thể dùng kiếm. Dương Diệp kinh ngạc nói. Xác thực có thể. Lâm Hoang đánh giá Dương Diệp một cái nói. Như thế nào, người muốn dùng kiếm? Dương Diệp không để ý tới Lâm Hoang, mà lấy ra một thanh kiếm. Khi kiếm xuất hiện, Dương Diệp vội ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Qua một hồi lâu, phía chân trời không có chút động tĩnh nào. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bọn người Tần Tam Vọng, có chút hưng phấn nói. Thật sự có thể dùng kiếm. Vậy thì sao? Lâm Hoang cười lạnh nói. Như thế nào đây? Dương Diệp nhíu mày, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Không có, chỉ là cảm thấy, bốn gã đế giả, có chút không đủ đánh a. Mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.